Chương 61 61 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 61 61 hứa thu minh xuyến hứa tại lâm tâm tình rất tốt, về nhà sinh động như thật cấp hạ uyển du cùng hứa thu bạch diễn một lần như thế nào cùng hứa tại lâm tỉnh táo tướng tiết lại như thế nào phụ tử tình thâm, đậu hạ uyển du cười ha ha, nàng suy nghĩ, không biết chờ thế nào ngày biết chính mình bị hứa thu minh xuyến, hội là cái dạng gì biểu cảm luôn luôn cười nghe hứa thu bạch trong lòng đã có chút không phải tư vị lúc trước hứa thu minh bất quá là cái nải oa nhi đã bị hắn trộn xuất ra nhiều năm như vậy đều không có cảm thụ qua cha mẹ yêu thương nay lại bởi vì này sự cùng hứa tại lâm lá mặt lá trái nhưng hắn này làm ca ca trong lòng ký ấy nấy lại xót xa sau này không cùng hắn lui tới cũng thế giao cho ta thì tốt rồi hứa thu bạch ngày xưa tuy rằng thường xuyên đã kích hứa thu minh khả đến cùng trong lòng là đau hắn hứa thu minh lại hừ một tiếng kia bất thành diễn đã mở màn sao có bỏ dở nửa chừng đạo lý hắn nương tử lúc trước huynh đệ lưỡng chịu hãm hại này đó đều phải thanh toán hạ uyển du bất đắc dĩ nhìn huynh đệ lưỡng liếc mắt một cái nói các ngươi muốn làm cái gì cứ việc đi làm có cái gì cần hỗ trợ cứ việc nói tiếng nói vừa dứt huynh đệ lưỡng nhất tề nhìn về phía nàng hứa thu minh nói tẩu tử ta muốn ăn được thật tốt ăn hạ uyển du cười gật đầu muốn ăn cái gì cứ việc báo thực đơn bay trên trời thượng chạy bơi trong nước chỉ cần ngươi nói ra toàn bộ không thành vấn đề thật sự là hảo phúc lợi hứa thu minh cảm thấy về sau càng thêm sức lực mới được vì thế báo một chuỗi thực đơn hạ uyển du nghe xong dở khóc dở cười ngươi ăn đi lại sao cứ như vậy mỗi ngày làm vài đạo như thế nào hứa thu minh bận gật đầu như vậy đã tốt lắm nha hắn đều không dám nhìn tới hắn ca mặt, hắc cùng đáy nồi đúng vậy. Bị bỏ qua hứa thu bạch cảm thấy chính mình vừa rồi đau lòng thật sự là uy cẩu, hứa thu minh chính là cái lưu manh giống nhau tồn tại, người một giây trước còn đau lòng hắn đâu, tiếp theo giây có thể chiếm lấy hắn tức phụ rảnh rỗi thời gian, có kia rảnh rỗi thời gian cùng hắn trao đổi trao đổi vợ chồng cảm tình thật tốt. Vui tươi hớn hở hạ uyển du hoàn toàn bỏ qua hứa thu bạch quán niệm tùng sinh mặt, khả buổi tối bị áp ở thân mình dưới lại sờ lại miết lại cắn thời điểm rốt cục hồi qua vị nhân đến này nam nhân ăn chính mình đệ đệ giấm chua đâu khả hứa thu bạch được ưu việt đâu chịu buông tha nàng trực tiếp sách phân nhập phúc theo trơn trượt lưu thủy nhi liền vào cảng cả đêm làm vài lần thẳng đến hạ uyển du hừ rầm rì vào ngủ hứa thu bạch có thế này ôm nàng đi tắm rửa sau đó tắt hồi ổ chăn ôm mỹ kiều nương ngủ ngày thứ hai hạ uyển du lúc thức dậy trên người đau nhức lợi hại nhất là một đôi chân hạ kháng thời điểm đều có chút trung lên, lại nhìn bên cạnh, đầu sỏ gây nên sớm đã không thấy tâm hơi bóng dáng, hạ uyển du khí chỉ đánh hai hạ gối đầu, vốn hạ quyết tâm không nhường hắn đạt được, ai biết tư vị đến căn bản không nhớ rõ chính mình phía trước suy nghĩ cái gì. Đi ra ngoài thời điểm tam đứa bé chính ở trong sân chơi đùa, cũng không ngại nóng, ngồi dưới tàn cây thì thầm không biết nói xong cái gì. Thúy Nha thấy nàng đi lên vội để Thúy Trúc đi thúc giục đồ ăn sáng, thái thái, lão gia sáng sớm liền xuất môn nói là giữa trưa không trở lại nhị lão gia cũng sáng sớm đi nha môn hạ uyển du vừa nghe hứa thu bạch giữa trưa không trở lại hận nghiến răng nghiến lợi đây là chiếm tiện nghi không dám trở về nha nhưng ở thúy nha trước mặt lại không thể nói chỉ kêu tam đứa bé đi dùng điểm tâm sau khi ăn xong thúy nha đột nhiên cầm một trương bái thiếp đi lại thái thái vừa rồi người gác cổng đưa đi lại một trương bái thiếp nói là lỗ vương phủ thượng đưa tới hạ uyển du sửng sốt lỗ vương phủ không biết a à. bất quá lý diệu tổ phía trước an bày quản gia cũng là kinh thành nhân liền cấp hạ uyển du nói nói nguyên lai lỗ vương là đương kim thánh thượng huynh trưởng bất quá là thứ xuất năm đó đoạt đích náo rất lớn khả duy độc lỗ vương bảo toàn tự thân nguyên nhân vô hắn lỗ vương nhát gan yếu đuối sớm liền tìm nơi nương tựa lúc ấy thực lực mạnh mẽ thánh thượng mà thánh thượng cũng không phải bụng dạ hẹp hòi nhân lại biết tự bản thân huynh trưởng làm người, liền làm cho bọn họ một nhà ở kinh thành vinh dưỡng ở lại. Cho tới nay lỗ vương phủ cảm niệm hoàng ân, ở kinh thành làm việc phi thường điệu thấp, chính là không biết lần này vì sao đột nhiên cấp hạ uyển du nhất giới thương phụ đưa thiếp mời tử đi du hoa sen viên. Bất quá đã vương phủ đưa thiếp mời tử, nàng cũng không tốt cự tuyệt, chỉ làm cho quản gia cùng người tới nói chờ nhà mình lão gia trở về thương nghị một phen lại quyết định mà bên kia hạ gia huệ thị cũng thu được thiệp mời mà chu thị bởi vì sắp sắp sanh không có thu được huệ thị cũng nghi hoặc không hiểu nàng không biết lỗ vương gia nhân a à. nhưng là hạ vinh bật cười nương phải đi đi phỏng chừng muội muội nơi đó cũng thu được thiệp mời quả nhiên đến buổi chiều hứa gia sẽ người ta nói chuyện này huệ thị sờ không cho ý nghĩ này quan to hiển quý gia đều là động tưởng rất phức tạp buổi tối hứa thu bạch cùng hứa thu minh trở về hạ uyển du đem thiệp mời lấy ra cho bọn hắn xem hứa thu bạch cũng nhíu mày không hiểu cũng không ngờ hứa thu minh nhìn nhìn thiệp mời nhưng lại đỏ mặt hứa thu minh thế nhưng có thể mặt đỏ hạ uyển du kinh ngạc cảm thấy ngạc nhiên cực kỳ liền hắn tính tình này cũng liền trước mặt người ở bên ngoài trang giả vờ giả vịt ở người trong nhà trước mặt đó là miệng đầy chạy xe lửa muốn nhiều đến sắc có bao nhiêu lên mặt một người cứ như vậy một cái da mặt dày nhân thế nhưng bởi vì một trương thiệp mời đỏ mặt theo thực đưa tới hạ uyển du nhìn chầm chầm xem xét hứa thu minh hứa thu minh vội ho một tiếng không nhìn tới nàng ánh mắt trôi đi nhìn về phía nơi khác chiêu cái chiêu gì ta cũng không biết lỗ vương a à, hạ uyển du tâm tư vừa chuyển cảm thấy trong đó có miêu ngấy liền nhíu mày lắc đầu nói đã chúng ta một nhà đều không biết vẫn là đừng đi đã hiểu chọc quan to hiển quý bị người chê cười nói xong sẽ đi viết hồi thiếp hứa thu minh nóng nảy chạy nhanh ngăn lại nàng đừng a à tẩu tử hạ uyển du nhíu mày thế nào ngươi không phải không biết sao ta cùng ngươi ca là thương hộ vậy càng không biết chính là ân ừ. hứa thu minh ấp úng cố tình lại nói cũng không được gì hạ uyển du thở dài quên đi dù sao chúng ta đều không biết ta đi viết hồi thiếp Hứa Thu Minh mặt đỏ lên, bay nhanh ngăn lại nàng, "Tẩu tử ta nói, ta nói." Nói xong cắn răng một cái, một bộ tráng sĩ chịu chết điểu cảm cấp tốc nói, "Là Hoài Dương quận chúa, ta nhận thức nàng, ngày ấy nàng thuận miệng nói câu muốn thỉnh tẩu tử đi du hoa sen viên, không nghĩ tới nàng thật sự đưa thiếp mời tử." "Hoài Dương quận chúa?" Hạ Uyển Du nhất thời cũng không biết này Hoài Dương quận chúa là ai. Cũng may Hứa Thu Bạch ở kinh thành mấy tháng nơi nơi đều đã quen thuộc, liền cho nàng giải đáp nghi hoặc hoài dương quận chúa là lỗ vương đích trưởng nữ nghe nói thâm chịu lỗ vương vợ chồng yêu thương nói xong hứa thu bạch cũng nhíu mày nhìn hứa thu minh liếc mắt một cái trong lòng bất mãn cực kỳ giữa ngày hè còn phải bởi vì này tiểu tử xuất môn nhiều nóng a à. hứa thu minh bị hắn ca mắt dao nhỏ thổi mạnh có chút không được tự nhiên kia cái gì tẩu tử nàng khẳng định không chỉ thỉnh ngươi phỏng chừng hạ gia thẩm thẩm cũng thỉnh các ngươi đi là được nàng tính tình rất tốt nga hạ uyển du hồ nghi xem hứa thu minh hứa thu minh chột dạ nháy mắt mấy cái xoay người sẽ chạy ta đi nhìn một cái tam bảo bọn họ hạ uyển du hí mắt cười lạnh trở về hứa thu minh vẻ mặt đau khổ trở về tẩu tử nói nói cùng hoài dương quận chúa cái gì quan hệ hạ uyển du thẩm vấn thấy nàng một bộ không đặt mục đích không bỏ qua tư thế hứa thu minh khổ mặt Khả chuyện này sớm muộn gì nhường ca tẩu biết, dứt khoát nhân tiện nói. Lỗ Vương phủ thế tử năm nay tham gia khoa cử được thám hoa, chúng ta đến kinh thành thời điểm liền cùng Lỗ Vương thế tử kết bạn, đương thời Hoài Dương quận chúa nữ vẫn nam trang đi theo Lỗ Vương thế tử xuất môn, cho nên liền nhận thức. Hạ Uyển Du nghe xong nở nụ cười, đến sau này thành cười ha ha, nguyên lai Hứa Thu Minh như vậy thế nhưng thật sự cũng sẽ thích trước cô nương, nghĩ đến Hứa Thu Minh năm nay chỉ có 15 tuổi. Ở phía sau thế 15 tuổi vẫn là một đứa trẻ đâu, yêu đương kia đều tính yêu sớm, tại đây cổ đại 15 tuy rằng nhỏ chút, khả đính thân cũng là có rất nhiều. "Hảo, hảo, ta đi." "Ai u." Hạ Uyển Du cười liền thu không được, "Hứa Thu Minh ngươi thật không sai." Nói xong Thành Tâm giơ ngón tay cái lên. Hứa Thu Minh trên mặt hay thay đổi, một trương mặt đỏ giống quả táo. Ba cái bảo từ bên ngoài tiến vào xem thấy bọn họ nhị thúc mặt. Nhất thời kinh hải, đại bảo cười to, nhị thúc mặt của ngươi giống như mông kỷ. Nhị bảo cũng không cam yếu thế, nói bậy, rõ ràng giống gà mông. Hạ Uyển Du vừa nghe nhất thời lại cười rộ lên, hứa thu bạch khóe miệng cầm ý cười, cũng chế nhạo xem hứa thu minh. Hứa thu minh bị lưỡng cháu chọc tức, chạy tới sẽ sửa chữa ba cái tiểu nhân. Tam bảo sờ sờ cầm, lão thành nói. Ta thế nào nhìn nhị thúc là xuân tâm đại động. Hạ Uyển Du sửng sốt, tiếp trống giận. Tam bảo, ngươi gần nhất lại nhìn cái gì thư? Tam đứa bé 3 tuổi bán nhiều, đại bảo nhị bảo chỉ biết là sống phóng túng, tam bảo sống phóng túng rất nhiều thích đọc sách nhận được chữ, bất quá hơn 3 tuổi tuổi nhận thức tự dĩ nhiên không ít, tương đối so với đại bảo nhị bảo quả thực chính là thất học, mà tam bảo đam mê đọc sách, đủ loại kiểu dáng thư đều xem. Mà nghe lời này hiển nhiên là nhìn cái gì không được thư hứa thu minh cũng có chút chột dạ chạy nhanh nói tốt tẩu tử đừng tức giận ta giáo huấn hắn hắn càng nói hạ uyển du lại càng hoài nghi đối hứa thu bạch nói phu quân gần nhất tam bảo đi theo thu minh đọc sách tới ngươi đi nhị đệ trong phòng nhìn một cái hứa thu bạch trừng mắt nhìn hứa thu minh liếc mắt một cái sẽ đi ra ngoài hứa thu minh chạy nhanh đi kéo đại ca ta sai lầm rồi ta sai lầm rồi hứa thu bạch không vì nhiều động đi hứa thu minh trong phòng một phen tra tìm nhưng lại ở gối đầu phía dưới lục ra hai bản thoại bản tử đến tùy tiện phiên hai trang mặt trực tiếp đen thiếu chút nữa đem thư ném tới hứa thu minh trên mặt hứa thu minh cúi đầu ủy khuất nói ta cũng không biết hắn thấy thế nào đến a à. một bên tam bảo hưng phấn bổ đao ta đã thấy nhị thúc xem vì thế thừa dịp hắn không chú ý mượn nhìn được nhìn hứa thu minh quả thực tâm như tro tàn cuối cùng hứa thu minh đã trúng hứa thu bạch một chút tấu tam bảo cũng quang vinh đã trúng một chút tấu hơn nữa bị phạt ba tháng không thể nhìn thư quả thực không thể nhịn được nữa mà khi mấy bản thoại bản tử cũng bị hứa thu bạch tịch thu trở lại trong phòng hạ uyển du tắm rửa đi hứa thu bạch liền tựa vào trên kháng mở ra đến xem vừa thấy dưới cảm thấy thực không sai bất giác gian liền vào mê hạ uyển du vào thời điểm liền nhìn hắn xem trên mặt dập dần không khỏi hỏi rất đẹp mắt hứa thu bạch từ nhỏ không thương đọc sách hơn nữa bị triệu thị bố trí nói hắn không xem đứng đắn thư sau liên đứng đắn thư cũng không nhìn vốn thầm nghĩ xem liếc mắt một cái liền để xuống nhưng lại nhất thời vào mê cũng không tệ nói xong chiếc trang sách đi tắm rửa đi hạ uyển du tóc đến thắt lưng cúi ở trên kháng hông khô thuận tay cầm lấy lật xem hãy nhìn vài tờ lại nhìn không được này quả thực chính là thôi oanh oanh cùng thư sinh cao phỏng bản a quả thực chính là lộ số cũng không biết nơi nào đẹp mắt hạ uyển du buông thư nhắm mắt dưỡng thần hứa thu bạch theo tịnh thất xuất ra cầm khăn cho nàng lau tóc sát sát liền nhìn thấy áo ngủ dưới oánh bạch da thịt nhất thời thật sự xuân tâm đại động tâm thần dập dần cũng không cố tóc ẩm ông lấy hạ uyển du liền đè ép đi lên tối hôm qua làm vài lần mệt hạ uyển du muốn mắng nhân đêm nay này nam nhân không biết lại phát ra cái gì điên thế nhưng lại đây tránh ra. Hạ Uyển Du dãy dụ. Hứa Thu Bạch vùi đầu nàng trước ngực há mồm cắn một ngụm, Hạ Uyển Du cả người run lên lại nhuyễn thành một đoàn, Hứa Thu Bạch đắc thủ trong lòng cực kỳ xinh đẹp, hắn gia nương tử uy hiếp ở nơi nào hắn nhưng là nhất thanh nhị sở, chỉ cần cắn 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 cắn, cuối cùng đạt được hay là hắn chính mình. Đêm nay Hứa Thu Bạch tự nghĩ ra tân tư thế, làm cho Hạ Uyển Du bán túc đều rầm rì, đến sau nửa đêm cổ họng đều có chút câm như thế nào ngủ đều không biết. Qua không mấy ngày đó là Hoài Dương quận chúa thiết yến du hoa sen ngày, Hạ Uyển Du mặc đổi mới hoàn toàn trang điểm thỏa đáng liền thừa xa tiền hướng hạ gia cùng Huệ thị cùng tiến đến. Trên đường hai chiếc xe ngựa gặp thoáng qua, làm dậy lên gió sốt mạnh, lập tức thượng 15 lục tiểu cô nương thoáng nhìn mặt khác trên xe nữ tử, sợ hãi than. Nương, khi chiếc trên xe ngựa nữ tử trưởng cũng thật hảo. Triệu thị xoa mi tâm, quản người khác làm chi, Hôm nay Hoài Dương quận chúa thiết yến, Lỗ Vương Thế Tử làm là huynh trưởng chắc chắn tiến đến, ngươi chỉ để ý chú ý chút, nắm chắc cơ hội, sau này không lo ngày không dễ chịu. Vừa nói khởi này Hứa Như Vân đỏ mặt, nghĩ đến người nọ phong tình lãng ngày bộ dáng, trong lòng cũng ẩn ẩn có chờ mong. Bạn thích bộ truyện này, yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 62. 62 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 62 62 Hạ Uyển Du đến Hạ Gia cùng Huệ Thị ngồi chung một chiếc xe ngựa cùng nhau hướng lỗ vương phủ mà đi. Đối với chính mình có thể được đến thiệp mời Huệ Thị trượng nhị hòa thượng không hiểu, ta liền nhất giới thương phụ, không nhận thức qua cái gì quan to hiển quý A. Đến Kinh Thành 3 năm, nhân Hạ Vinh chức quan ngẫu nhiên cũng có xã giao thời điểm. Khả khi đó nàng vừa tới kinh thành Hạ Vinh lại chính là hàng lâm viện lý liên chức quan đều không có thứ các sĩ, xuất môn xã giao vốn là thiếu, ở một chỗ cũng nhiều là gia thế không sai biệt lắm. Gặp qua quan lớn nhất chỉ sợ cũng là thông gia đại lý tự khanh phu nhân, giống cái gì vương gia quận chúa, kia đều là sinh hoạt tại truyền thuyết giữa nhân vật. Hạ Uyển Du nhớ tới ngày ấy tiếp đến thiệp mời khi hứa thu minh kia bộ dáng, không khỏi cười nói. Chuyện này chỉ sợ ứng ở thu minh trên người. Thu Minh. Huệ thị kinh ngạc sau liền bình thường trở lại, hắn tốt xấu là trạng nguyên, lại còn trẻ thành danh, không thiếu được bị nhân nâng, lúc trước ngươi ca cũng nhận thức không ít công tử ca, hưng hứa Thu Minh nhận được lỗ vương phủ công tử đi. Nghe vậy Hạ Uyển Du miếm môi cười, không, hắn không chỉ nhận thức lỗ vương phủ thế tử, liên quan hoài dương quận chúa cũng nhận thức. Huệ thị vừa nghe lắc đầu bật cười, vậy khó trách. Hai người khi nói chuyện xe ngựa đứng ở lỗ vương phủ cửa hông, hai người xuống xe có mặt thể diện bà tử chào đón, hai vị thái thái đến, chúng ta quận chúa cùng vương phi đang chờ nhị vị đâu. Nói xong. Này bà tử khiển nha hoàng tiến lên thu các nàng mang đến quà tặng. Ngay tại hôm qua nàng còn có chút mò không ra nên đưa cái gì lễ, dù sau đó là vương phủ, vương phủ có thứ tốt dữ dội nhiều, mà các nàng cửa nhỏ nhà nghèo có thể lấy ra tay gì đó cũng không nhiều cuối cùng vẫn là tam bảo cấp ra chủ ý, vì thế nàng liền dẫn theo hai đàn rượu nho đi lại. Bất quá này rượu nho theo nàng là không thành công, cùng thuần khiết rượu nho hương vị kém rất lớn, nhưng không chịu nổi uống lên nó nhân đều cảm thấy hảo. Cái này nhường nàng cảm thấy hết chỗ nói rồi. Do nhớ được vừa xong kinh thành thời điểm dẫn theo hai đàn cấp huệ thị vợ chồng, lão hai khẩu uống nghiện thế nhưng mỗi ngày đều phải uống chút một ly. Mà hạ vinh tắc càng khôi hài, trực tiếp cầm một vò làm năm lễ đưa cho hắn tòa sư, nghe nói đánh giá pha cao. Hai người nói tại đi theo bà tử phía sau xuyên qua cửu khúc hành lang gấp khúc lại chuyển qua ánh trăng môn đi rồi hơn phân nửa chén trà nhỏ công phu mới đến một chỗ sân, vào sân liền thấy náo nhiệt. Lúc này rất nhiều nhận mở tiệc chiêu đãi nhân gia đều đi lại, có dẫn theo nhà mình tiểu cô nương, lúc này chính tốt năm tốt ba vây tụ ở một chỗ nói dẫn. Khi bà tử mang theo hai người vào một chỗ phòng, nói vương phi quận chúa, hạ phu nhân cùng hứa thái thái đi lại. Huệ thị cùng hạ uyển du đi vào liền nhìn thấy thượng thủ chủ vị ngồi nhất hơn 30 tuổi Mỹ mạo phụ nhân không cần nghĩ cũng biết là lỗ vương phi, lúc này thấy hai người tiến vào ngẩng đầu xem liếc mắt một cái, sau đó khóe mắt nhiễm lên ý cười, ở hạ uyển du mẹ con hành lễ thời điểm nâng tay cười nói, miễn lễ. Hai người tuy rằng nghe nói như thế, nhưng vẫn là quy củ hành lễ, lỗ vương phi bên cạnh đứng một cái thập tứ ngũ tiểu cô nương, nhìn thấy Hạ Uyển Du thời điểm trước mắt sáng ngời, không khỏi nói ra miệng, này vị tỷ tỷ trưởng khả thật là đẹp mắt. Hạ Uyển Du ngẩng đầu xem nàng liếc mắt một cái, này ngọt tư tư thanh âm có chút quen tai a, à, bất quá đã đối phương cùng hứa thu minh gặp qua kia khả năng nàng cũng nhìn thấy qua. Hoài Dương quận chúa tiếng nói vừa dứt, Lỗ Vương Phi liền giận nàng liếc mắt một cái, trưởng bối còn tại đâu, Hoài Dương ngươi mang ngươi Uyển Du tỷ tỷ đi phòng khách ngoạn đi, trong phòng nóng thực. Hoài Dương quận chúa ứng thanh, đi lại liền kéo Hạ Uyển Du cánh tay cười tủm tỉm nói: "Hạ tỷ tỷ, chúng ta đi bên ngoài ngoạn, hôm nay đến rất nhiều tỷ muội đâu." Hạ Uyển Du không có gì không ứng, hai người đi ra ngoài, cửa ngồi Triệu thị lại hồ nghi xem Hạ Uyển Du, rõ ràng chính là sớm tới tìm khi các nàng đụng tới nàng kia. Bất quá nếu là kinh thành quý nữ, không đạo lý nàng chưa thấy qua, chính là không biết là tiểu thư nhà nào mà Hạ Uyển Du đi theo Hoài Dương quận chúa đi rồi, Lỗ Vương Phi lại đem Huệ Thị để lại, hai người nói nói mấy câu liền làm cho người ta an bày nàng ngồi xuống, Triệu Thị trong lòng lại kinh hãi, này phụ nhân cái gì lai lịch, thế nhưng an bày như vậy dựa vào tiền vị trí. Bất quá không bao lâu còn có nhân cho nàng giới thiệu Huệ Thị, biết được Huệ Thị là nay lại bộ lan trung mẫu thân của Hạ Vinh, Triệu Thị nhìn về phía Huệ Thị ánh mắt đều cổ quái đứng lên từ lúc hứa thu bạch huynh đệ lưỡng cử gia vào kinh, triệu thị liền lấy nhà mẹ đẻ nhân tìm hiểu hai huynh đệ mấy năm nay qua lại, nói không sợ hải nhạ là giả, cho nên liên quan hạ gia toàn gia nàng cũng biết rõ ràng. Nhưng hôm nay nhường nàng kinh ngạc là lỗ vương phi thái độ, hạ vinh ở như thế nào cũng bất quá là cái ngũ phẩm quan, mà nhà nàng lão gia ở hàng lâm viện lăn lộn mấy năm nay cũng bất quá là từ ngũ phẩm hàng lâm viện thị dạy học sĩ, tuy rằng kém nhất cấp nhưng đãi ngộ cũng không thể kém lớn như vậy đi. Bất quá triệu thị có thể xưng bá hứa gia cũng không phải không đạo lý, ở không biết tình huống khi cho dù người khác cùng nàng nói thầm huệ thị, cũng chỉ làm nghe không thấy, nàng nhưng là hỏi thăm qua, hạ gia trước kia là khai quan tài phô, này huệ thị lại cái mạnh mẽ hóa. Triệu thị khiếp sợ còn có thể an chi nhược tố, nhưng mà hứa như vân lại trực tiếp khiếp sợ đã quên phản ứng, nàng nay còn nhớ rõ ngày đó đi tụ bảo các gặp hứa thu bạch tình hình, liền hôm nay sáng sớm các nàng còn đụng tới qua chính là đương thời nàng chỉ cảm thấy hạ uyển du có chút nhìn quen mắt nay lại thật sự nhớ tới đối phương chính là hứa thu bạch thê tử hứa như vân vạn vạn đều không dự đoán được hai người sẽ ở lỗ vương phủ gặp nhau nàng tuy rằng nghe nói nàng cái kia thứ đệ trung trạng nguyên khả cũng chỉ là cái bất nhập lưu tiểu quan hơn nữa đối phương nhập kinh thành không đến nửa năm có thể được đến lỗ vương phủ bái thiếp không thể không nhường nàng kinh ngạc Bất quá hứa như vân không phải làm ầm ý tính tình, tuy rằng đối chưa gặp mặt thứ xuất huynh trưởng cùng đệ đệ không có gì hảo cảm, nhưng cũng làm không ra trước mặt mọi người làm cho người ta xấu mặt sự tình đến. Hứa là ánh mắt của nàng quá mức nóng bỏng, Hạ Uyển Du vẫn là nhìn thấy, nàng nhưng là không có nhận ra đến, chỉ cảm thấy này cô nương có chút nhìn quen mắt, chính là không nhớ ra ở nơi nào gặp qua thôi. Ngày hè nắng hè chói chang, lỗ vương phủ đem yến hội xảy ra bốn phía tràn đầy hoa sen đình giữa hồ hai tòa diện tích pha đại đình giữa hồ từ một cái đường mòn liên tiếp đầy đủ xiêm áo bốn bàn đương nhiên tiểu cô nương tiểu tức phụ ở một chỗ xiêm áo hai bàn mặt khác hai bàn còn lại là lỗ vương phi tự mình làm bồi các trưởng bối một bàn làm nhất chúng quần chúng kinh ngạc là lỗ vương phi nhưng lại đem huệ thị an bày ở tại nàng xuống tay biên mà hạ uyển du tắc bị hoài dương quận chúa kéo cánh tay tọa ở cùng một chỗ đang ngồi có thể nói đều là ngày xưa cùng Lỗ Vương phủ có giao tình, ai chẳng biết Lỗ Vương tuy rằng quốc ức, lại bởi vì này phân quốc ức bị thánh thượng tín nhiệm, bằng không vì sao lúc trước hơn 10 cái hoàng tử trừ bỏ thánh thượng cũng chỉ dư này Lỗ Vương hảo hảo còn sống. Hạ Uyển Du chỉ làm xem không thấy người khác ánh mắt, nên ăn ăn nên uống uống, ở chính nàng xem ra là đối người khác thờ ơ, ở Hoài Dương quận chúa xem ra này tương lai chị dâu là thật tính tình, cùng Tình Lang nói giống hệt nhau mà rơi nhập người khác trong mắt chính là không có giáo dưỡng. Bất quá Hạ Uyển Du không phải thích xem nhân sắc mặt nhân, người khác đối sắc mặt nàng không tốt, nàng tự nhiên cũng sẽ không dáng nhân lãnh mông, nhưng là đêm này tính toán xem náo nhiệt nhân khí cái ngưỡng ngã. Đại yến hội kết thúc, một đám người ở đình giữa hồ uống trà thưởng hoa sen, một trận gió thổi tới, nhưng là thổi đi một ít khô nóng, mang đến một tia thanh lương. Này hồ sen nhưng là tốt địa phương có người thừa dịp lỗ vương phi nói dẫn thời điểm mở miệng khen hợp với tình hình, nhìn một cái chúng ta hoài dương quận chúa so với kia hoa nhi đều mỹ rất nhiều. Lỗ vương phi chiếu đang toàn thu, cũng không phải là, vương gia trưởng béo nhất sợ nóng, thánh thượng đau lòng huynh trưởng liền làm nhân tu hồ sen, đừng nói, đến mùa hè thật đúng mát mẻ rất nhiều, vương gia vừa đến mùa hè đều hận không thể ở tại này đình giữa hồ. Các vị phu nhân đều cười hợp với tình hình, ai chẳng biết lỗ vương to mộng, kia một thân thịt béo đến mùa hè đích xác gian nan. Vừa mới nói chuyện vị kia vừa vặn là lại bộ một vị khác lang trung thái thái mã thị, xem mắt cũng không đáp lời huệ thị cười nói. Nghe nói hạ phu nhân là thanh hà huyện nhân sĩ. Huệ thị xem xét nàng liếc mắt một cái như có đâm chiêu gật đầu, không sai. Mã thái thái trong mắt vừa chuyển, cười khẽ, nói vậy thanh hà huyện như vậy tiểu thị trấn không có như vậy hồ sen đi. Bốn phía nhân nhất tỉnh, xem mã thái thái bộ dáng giống xem cái ngốc tử, cố tình ngốc tử mã thái thái do không tự biết, gặp Huệ Thị mày hơi nhăn, trong lòng kinh thường, quả nhiên là tiểu địa phương đến, cho dù có cái có khả năng con thì thế nào, ở kinh thành này địa giới nhi cũng không chính là có bản lĩnh có thể hướng lên trên đi. Tưởng nàng trượng phu mã lan trung có thể không đến 40 có thể ngồi vào chính ngũ phẩm, đó là bởi vì gia tộc cường đại, hạ gia nhà đơn dựa vào cái gì cùng bọn họ tranh. Mã Thái Thái có chút tự đắc tiếp tục nói, ai nha, xem ta này há mồm, thanh hà huyện tự nhiên không có, hạ Thái Thái đừng trách móc, cũng là chúng ta vương phi nhân từ, nhưng đại gia hỏa có thể ở này hảo địa phương một khối hóng mát. Hạ Thái Thái nên quý trọng cơ hội như vậy nha. Tốt. Huệ thị tự tiếu phi tiếu nhìn nàng một cái, giống như xem cái ngốc tử. Đáng tiếc nàng biểu cảm bị Mã Thái Thái xem ở trong mắt lại tưởng cảm thấy dọa người, mà lỗ vương phi mặt đều thanh, Mã Thái Thái đều không biết lỗ vương phi là như thế nào, còn tưởng rằng là lỗ vương phi cảm thấy Huệ thị dọa người mà mất hứng đâu. Chợt nghe Huệ thị cười tủm tỉm nói, Mã Thái Thái nói là, bất quá, nơi này là lỗ vương phủ, còn không tới phi ngươi tới giáo huấn ta. Quay đầu đối lỗ vương phi bồi tội nói, Vương phi thỉnh thứ lỗi, dân phụ bản bất quá là thương hộ nhân gia, lại ở vương phủ bị Mã Thái Thái nhục nhã ánh mắt thiển cận không kiến thức thật sự là khí bất quá. Vốn ở bên chỗ nói cũng liền thôi, khả mã thái thái lại ở lỗ vương phủ nói lời này sẽ không nên, dân phụ không được việc cũng là quận chúa hạ bái thiếp mời đến, mã thái thái như thế cười nhạo dân phụ, cũng không chính là nhận vì quận chúa cùng vương phi không ánh mắt sao. Lỗ vương phi mỉm cười gật gật đầu. Mã thái thái mặt trực tiếp trắng, nhìn về phía lỗ vương phi đã thấy lỗ vương phi xem cũng không xem nàng liếc mắt một cái, nhất thời nóng nảy, ta không phải ý tứ này. Không phải ý tứ này là có ý tứ gì a? À? Huệ thị cười tủm tỉm, khóe miệng vi chọn. Mã thái thái có chút ủy khuất, ta, ta. Tốt lắm, như thế cảnh đẹp còn có thời gian rỗi nói chút có hay không đều được. Lỗ vương phi bị mã thái thái làm cho có chút không được tự nhiên, toàn bộ quá trình rốt cuộc không xem mã thái thái liếc mắt một cái. Mà hạ uyển du nhìn nàng nương tam ngôn hai câu đem mã thái thái đổ trở về, tâm tình cũng pha thích ngồi cùng bàn tiểu cô nương tiểu tức phụ tuy rằng đối hạ uyển du cũng xem không vào mắt nhưng cũng không ai dám nói cái gì dù sao nhân gia là quận chú mời đến ngay mặt nói đối phương không tốt chẳng phải là đánh quận chúa mặt trên bàn không khí hài hòa đứng lên hạ uyển du cũng vui vẻ thanh tĩnh trên đường hoài dương quận chúa lôi kéo nàng cùng đi như xí những người khác nhìn hai người thân mật đi xa có chút hâm mộ kia hạ thị thật sự là vận khí tốt khắc một cái cười lạnh nói nhân gia huynh trưởng là Hạ Vinh, tiểu thúc là Hứa Thu Minh. Bắt đầu nói chuyện cô nương không nói chuyện rồi. Hạ Vinh năm đó nhưng là nhị giáp truyền lư, năm đó phong thái nhưng là tựa đầu giáp ba gã đều cấp so với đi xuống, chính là biết Hạ Vinh thành thân, trong lòng vụng trộm ngưỡng mộ hắn tiểu cô nương cũng không ở số ít. Các nàng vốn tưởng rằng Hạ Vinh sau lại vô mỹ nam tử, không thành tưởng ba năm sau đến cái hứa thu minh càng làm cho nhân ngạc nhiên là nay này mỹ mạo hạ thì cùng hai người này đều có liên quan hệ lúc này trên bàn không còn có cô nương nói hạ uyển du như thế nào bởi vì các nàng đột nhiên nhớ lại hứa thu minh là cùng các nàng bình thường đại hơn nữa là không có thành thân mà bên người các nàng ngồi vị này hứa thái thái là hứa trạng nguyên trưởng tổ đâu trưởng tổ như mẹ nhất là hứa trạng nguyên thượng đầu là không có phụ thân mẫu thân vài cái tiểu cô nương tâm tư tràn trọc lại có chút hối hận vừa mới không hữu hảo sinh cùng Hạ Uyển Du nói chuyện với nhau, vụng trộn dương mắt đi xem Hạ Uyển Du, gặp trên mặt nàng mang cười đang cùng Hoài Dương quận chúa nói chuyện, đột nhiên phát hiện vị này hứa thái thái thật sự mỹ mạo động lòng người. Nghe nói một hơi sinh tam con trai đâu, sinh con thế nhưng còn như thế mỹ mạo. Hoài Dương quận chúa cảm thấy có chút mất mặt, bất quá hôm nay mời đến phần lớn là cùng nàng giao hảo cô nương, trong lòng tuy rằng cảm thấy mất mặt khá vậy không nghĩ giáp mặt cho nàng nhóm nang Kham. Gặp Hoài Dương quận chúa cùng Hạ Uyển Du nói chuyện cáo một đoạn, có tiểu cô nương thấu thú nói: "Hứa thái thái, ngày ngày xưa dùng cái gì son phấn, làn da thật sự thật tinh tế trơn mềm a." À? Hạ Uyển Du mày một điều, đột nhiên cười nói: "Ta ngày xưa trừ bỏ hộ phu son phấn chính là dùng nhà chúng ta rượu nho phu mặt Ngay tại vừa mới, nàng đột nhiên cảm thấy kinh thành quý nữ nhiều nếu là có thể đem dùng rượu nho phu mặt nạ mở rộng đi ra ngoài tựa hồ cũng không sai chẳng qua bọn họ lần này vào kinh mang rượu nho không có rất nhiều nhưng ở thanh hà huyện còn để lại một ít có lẽ nàng khai cái cửa hàng chuyên môn đi bán cho này đó kẻ có tiền cũng không sai dù sao nữ nhân tiền hảo kiếm a rượu nho thiếu nữ tò mò nơi nào có bán hạ uyển du cười tủng tỉm nói là nhà ta tự chế chính là cửa hàng còn chưa có khai đứng lên. Mọi người hiểu rõ, dù sao bọn họ cũng đều biết hứa gia là kinh thương, chỉ có hứa thu minh một người đọc sách. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 63 63 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 63 63 bất quá yến hội phía trước Hoài Dương quận chúa nhưng là nghe lưu mẹ nói lên qua, nói là hứa thái thái dẫn theo hai vò rượu đi lại, đương thời nàng còn cảm thấy kỳ quái, nay nhất tưởng đổ là có chút nghỉ thông suốt, hay là hôm nay tỷ tỷ mang đến chính là kia rượu nho. Nghe nói loại này này nọ chỉ có tối phía Tây Nhi này mới vừa có đâu, chính là trong cung phỏng chừng đều không có. Hạ Viễn Du gật đầu cười nói. Vào kinh tiền dẫn theo chút, nghĩ vương phủ cũng không thiếu cái gì, liền dẫn theo hai cái bình đi lại cấp quận chúa cùng vương phi nếm thử. Vừa nghe lời này, Hoài Dương quận chúa phiêu mắt hạ uyển du trắng non mềm da thịt nở nụ cười, kia cảm tình hảo, tỷ tỷ nói nhanh lên, quay đầu ta hảo cùng mẫu phi cùng nhau phu phu. Các cô nương cũng chạy nhanh thấu đi lại, hạ uyển du cũng không che đậy, liền đem biện pháp nói ra. Mọi người vừa nghe bừng tỉnh đại ngộ, các nàng mỗi ngày rửa mặt chải đầu thích nhất tô son điểm phấn, nhưng là lần đầu nghe nói son phấn bế tắt làn da nhường làn da ảm đạm đâu. Bên kia thái thái nhóm trên bàn nhưng không có như vậy hòa hợp, triệu thị xem mắt ngồi ở trong đám người tập trung tinh thần nghe nữ nhi, mày không khỏi cao. Mà hứa như vân giờ phút này đối hạ uyển du sùng bái không được, bất quá nàng nhất tưởng cũng thật đúng là như vậy, song phấn thật dày một tầng ở trên mặt đích xác không thoải mái, nhất là mùa hè xuất môn lại không thể không dùng, dùng xong lại niêm ngấy ngấy, rửa mặt sạch đều cảm thấy thô ráp không ít hạ uyển du nói đùa yến yến ở chúng vị cô nương tiểu tức phụ trung nói chuyện với nhau huệ thị ở bên kia xem cũng an tâm không ít đại yến hội kết thúc nương lưỡng ra vương phủ hạ uyển du cười nói chúng ta khả vừa muốn phát tài huệ thị nhíu mày lại có cái gì ý kiến hay nàng cảm thấy buồn cười liền nàng cùng hạ bình châu hai người đều là xuẩn không có một chút sinh ý ý nghĩ không nghĩ tới sinh nhất song nhi nữ một cái hai cái như vậy năng lực Hạ Vinh bởi vì là mệnh quan triều đình chỉ tại Đông Nam tỉnh Đầu Bạc cùng hải thuyền chia hoa hồng, con dâu đồ cưới tuy rằng không ít, khả cũng đều là thôn trang hàng năm đều có tiền đồ. Nhưng là nữ nhi con rể vài năm nay qua vui vẻ thủy khởi, xưởng đi lên, cung hóa sinh ý phô đi xuống, chính là phía trước tiếp xúc vải vóc sinh ý này cũng dần dần khuyết đại, nay nữ nhi lại có hảo biện pháp kiếm tiền, nàng này làm nương trong lòng đều cảm thấy cực kỳ xinh đẹp vừa mới các nàng hỏi ta vì sao làn da tốt như vậy, ta liền nói là rượu nho công lao. Dùng rượu nho phu mặt nạ cũng không phải là đối làn da hảo sao. Chuyện này Huệ Thị cũng biết một ít, đương thời con dâu mang thai trên mặt dài quá ban, vẫn là nữ nhi nói ra này biện pháp thử thử, tuy rằng không nói hoàn toàn biến mất, khá vậy tốt xấu có chút tác dụng. Chính mình khuê nữ bản sự đại, Huệ Thị trong lòng cũng cao hứng, không khỏi cười nói ta khuê nữ tự nhiên chính là lợi hại nhất. Đối mặt nàng nương không hề giữ lại tán thưởng, Hạ Uyển Du cũng cười, về nhà chờ hứa thu bạch trở về liền nói nàng chủ ý. Kinh thành quý nữ nhiều, tối không thiếu chính là bạc, này đó tiểu cô nương tiểu tức phụ tối bỏ được bạc đầu tư chính mình, chúng ta có thể nhiều những chút, lại nhường ca ca tưởng tìm cách xem có thể hay không làm một ít thịnh rượu cái chai đến lúc đó đóng gói một chút giá cao bán đi. Vừa nói khởi lối buôn bán, Hai người đều có nói không xong trong lời nói, còn nói cửa hàng chạy đến nơi nào hảo, như thế nào mở rộng đi ra ngoài. Hạ Uyển Du nói khởi hưng, Hứa Thu Bạch mỉm cười nghe thường thường ra ra chủ ý, mắt xem xét thời tiết không còn sớm, tiểu nương tử còn có tiếp tục nói tiếp tính toán, Hứa Thu Bạch có chút ngồi không yên, ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ đứng lên. Ngươi nói thế nào a? À? Hạ Uyển Du nói xong đi xem Hứa Thu Bạch thấy hắn ánh mắt phiêu a à phiêu chăm chú vào nàng trong lòng nhất thời khí lấy nắm tay chùi y hắn, ngươi nghe không hãy nghe ta nói nói. Hứa thu bạch hoàng hồn, nhìn thấy nương tử hờn dỗi biểu môi, nhất thời có chút lửa nóng. Xin ý chuyện, Minh Nhi lại nói, lúc này ngươi nam nhân đói bụng. Hứa thu bạch thu hồi ánh mắt đem Hạ Uyển Du chặn ngang ôm lấy. Hạ Uyển Du còn hỏi thế nào lại đói bụng, không đợi trả lời liền bị người thả đến trên kháng, một khối lửa nóng thân thể dựa vào đi lại, thân xuống dưới, sờ xuống dưới. Hứa là buổi tối uống lên điểm rượu nho có chút thượng đầu, đêm nay hạ uyển du hơn nửa tinh thần, nhìn hứa thu bạch tinh tráng thắt lưng đột nhiên cũng có chút tham, đại hứa thu bạch đem nàng thon dài chân kéo qua đi thời điểm thuận theo đem chân một mâm, bàn ở tại hứa thu bạch trên lưng. Hứa thu bạch chỉ cảm thấy cả người nóng lợi hại, ánh mắt nhìn chầm chầm mỹ kiều nương miệng cắn hướng đỏ bừng đứng thẳng nơi, nhất thời đem hạ uyển du tâm thần đều cắn bay đi. Cái giá giường chi chi nha nha vang cái không nghe, ừ ừ a a tiếng vang gọi hứa thu bạch tâm ngứa a ngứa cả đêm đều không công đi lại hai người đều giải tham cuối cùng hứa thu bạch kéo thân mình cấp hai người tẩy trừ sạch sẽ tài ôm nhuyễn nhuyễn nương tử ngủ đi sau này mấy ngày hạ uyển du quả nhiên thu được mấy gia tiểu thư thỉnh nàng tới cửa làm khách bái thiếp hạ uyển du dở khóc dở cười nàng đương nhiên biết nhân gia cũng không có nhiều thích nàng nhân gia tiểu cô nương là muốn biết nhà nàng rượu nho khi nào thì bắt đầu bán đâu bất quá giữa ngày hè quá nóng hạ uyển du cũng không nguyện xuất môn dứt khoát trực tiếp đem bái thiếp cấp cự hứa thu bạch biết này mua bán có lời liền sáng sớm đi ra cửa bận ít nhất bồ đào phải có cửa hàng cũng muốn có nhân thủ càng phải có nhất cọc cọc nhất kiện kiện đều cần hứa thu bạch đi làm cũng may phía trước nhân bố trang sinh ý kiêu ngạo hứa thu bạch viết tính nhường trong nhà bên kia đi lại những người này hiện tại cũng không đến mức luống cuống huống hồ thôn trang thượng nhân đều là hắn sau này mua, tuy rằng thời gian đoạn chút, khả huấn luyện một chút tổng so với mới mua tốt. Chạy ngủ ngày, hứa thu bạch rốt cục ở nhà mình thôn trang khoảng cách 20 lý một chỗ thôn tìm được gieo trồng bồ đào nhà vườn. Một phen trao đổi hứa thu bạch cùng đối phương ký kết 5 năm khế ước, lại ngựa không dừng vó tìm người mua giới mua trồng trọt bồ đào. Mà bên kia lý diệu tổ tắc quản khắc sinh ý, hơn nữa ở kề bên hoàn thành căn địa phương bàn một gian trước cửa hàng, chỉ chờ rượu nho làm tốt liền có thể bán. Bận hết cửa hàng, Lý Diệu tổ lại tự mình phản hồi Thanh Hà huyện, bởi vì ở Thanh Hà huyện hứa gia còn có một chút lúc trước những không mang đi rượu nho, hơn nữa hắn trở về vừa vặn đem trong nhà sinh ý giao cho một phen, hôm lại tự áp rượu nho tìm tiêu cục đưa đến kinh thành. So sánh tương đối đứng lên Hạ Uyển Du này mùa hè qua liền thoải mái hơn. Bởi vì dựa theo Hạ Uyển Du nói biện pháp, Hoài Dương quận chúa cùng lỗ vương phi đều dùng rượu nho phu mặt nạ, hơn nữa qua một đoạn thời gian làn da quả nhiên biến hảo, Hoài Dương quận chúa mẹ con cao hứng hỏng rồi, lại một mình thỉnh hạ uyển du vài lần nhập phủ nói chuyện. Lỗ vương phi mẹ con đều là hòa khí nhân, hơn nữa lỗ vương phủ cũng thanh lương, hạ uyển du liền đi vài lần. Nhiều lần ở chung đứng lên hạ uyển du tưởng thật cảm thấy Hoài Dương quận chúa là tốt tính tình, mặc dù nàng là thương nhân phụ cũng không có chút xem thường làm mùa hạ nóng bức dần dần rút đi thời điểm thời tiết cũng dần dần vào 8 tháng, phía trước định bồ đào chính. Hứa thu bạch đem vương tẩu vài cái đưa đến thôn trang đi bắt đầu những rượu nho. Vương tẩu bọn người là trong phủ lão nhân, hơn nữa các nàng vài cái cũng không có tái giá tính toán, đều vốn định ở hứa gia dưỡng lão, cho nên làm khởi sự đến phá lệ tận tâm. Dựa theo Hạ Uyển Du nói, lúc trước hứa thu bạch lại mua hai cái tiểu thôn trang, bên trong thợ khéo nhân cũng chia loại, bên này đem bồ đào tẩy trừ sạch sẽ, lại vận đến một cái thôn trang tiến tới đi phía dưới bộ sậu. Nay làm thật là phiền toái chút, khả chỉ có như vậy tài năng bảo trụ phương thuốc không ngoài lậu. Cùng lúc đó Lý Diệu Tổ cũng phong trần mệt mỏi mang theo còn thừa 70 bát đàn rượu nho đến. Hạ Vinh Thác Nhân tìm diêu khẩu thiêu màu trắng bình sứ cũng tặng đến, Hạ Uyển Du An bày nhân đem rượu nho trang nhập, lại đem làm tốt một tắc tắc thượng, lại cắt tờ giấy, viết lên Mỹ Dung dưỡng nhan rượu nho, dán tại bình trên người, như thế là có thể thượng giá bán. Như thế 70 bát vò rượu cũng chỉ trang không đến 400 bình, mà Hạ Uyển Du làm này rượu nho chủ đánh Mỹ Dung dưỡng nhan, tự nhiên là tân làm hảo, đương nhiên năm trước làm hiệu quả cũng không kém, vì thế gần 400 bình rượu nho bắt đầu bán. Hạ Uyển Du cũng không phải người nhỏ mọn, làm cho người ta đóng gói mấy phân đưa đến phía trước ở lỗ vương phủ nhận thức cô nương trong nhà, đương nhiên nàng cũng sẽ không tất cả mọi người đưa chỉ lựa chút cùng chính mình nói đến cô nương cấp tặng đi này cô nương ngày đó đối nàng hộ phu phương pháp rất là tôn sùng thấy nàng nhưng lại cấp tặng đến nhất thời vui mừng mà không có thu được rượu nho cô nương miệng nhắc tới vài câu cũng khiển người đi mua trở về nhưng mà rượu nho thứ này tóm lại là biết đến ít người trừ bỏ ngày đó này các cô nương người bình thường đến mua nhưng là không nhiều lắm vừa tới rượu nho định giá cao không phải bình thường tiểu dân có thể tiêu phí khởi thứ hai rượu nho ở triều đại thuộc loại hiếm lạ vật đến cùng cái gì tư vị cũng là không có người biết đến nhưng tình huống như vậy hạ uyển du cũng là không nóng nảy chờ này các cô nương nhấm nháp cùng sử dụng sau phỏng chừng cũng liền tuyên truyền mở đến lúc đó còn dùng phát sầu không có sinh ý khả làm sao đối với rượu phô sinh ý hứa thu bạch lúc ban đầu cấp thu xếp đứng lên sau liền không thế nào quản mặc cho hạ uyển du ép buộc Hạ Uyển Du không có kinh nghiệm, nhưng đầu óc sống, có không rõ về nhà liền hỏi, hoặc là trực tiếp hỏi Lý Diệu Tổ, một đoạn thời gian xuống dưới thu hoạch không nhỏ. Qua hơn nửa tháng, rượu nho sinh ý dần dần biến tốt lắm, rất nhiều nhà giàu nhân gia phái ra gã sai vặt cùng nha hoàng tranh tướng tranh mua, Hạ Uyển Du tu sửa tiên rượu nho còn chưa gây thành, mà đi năm nàng lại tính toán tồn tiếp theo chút, liền nhường trong cửa hàng bắt đầu số lượng đem bán 20 bình mới đầu mỗi ngày 20 bình miễn cưỡng có thể, qua không đến ngủ ngày sẽ không đủ, đến mua nhân càng ngày càng nhiều, mà định lượng liền kia 20 bình, có người thậm chí ra giá cao đến mua, đến cuối cùng chính là giá cao cũng mua không được, bởi vì ngày mai từ nay trở đi đại từ nay trở đi đều đã có nhân dự định. Một cổ uống rượu nho dùng rượu nho phun mặt nạ phong trào ở kinh thành lặng lẽ quát lên. Mà Hạ Viễn Du đang làm cái gì? Ở nhà vui tươi hớn hở sổ bạc đâu? bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 64 64 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 64 64 hứa gia rượu nho ở kinh thành nổi danh, rất nhiều danh môn quý tộc tiểu thư đều lấy có được rượu nho mà tự đắc, có người thậm chí tìm tới hạ gia phương pháp chính là ngóng trong có thể được đến một lọ rượu nho. Vốn Hạ Uyển Du đối rượu nho hương vị liền không vừa lòng, không nghĩ tới chính mình lén dùng rượu nho phu mặt nạ mở rộng hạ tự nhiên có hiệu quả tốt như vậy, như thế bất ngờ. Bất quá ai cũng sẽ không cùng tiền không qua được, thôn trang lý rượu nho rất nhiều lượng sinh sản, nhưng bởi vì bồ đào số lượng không nhiều lắm, tạm thời ngừng mấy ngày, hứa thu bạch đáng giá nhường lý diệu tổ lại lâm thời đi thu chút bồ đào, cần phải tận khả năng nhiều những một ít, chính là năm nay bán không ra sang năm cũng có thể tiếp tục bán. Cùng lúc đó Hạ Uyển Du cũng công việc lưu bù lên, các gia quý nữ đều tới cửa thỉnh giáo hộ phu biện pháp, các loại yến hội lại ùng ùng kéo đến. Này ngày Hoài Dương quận chúa đệ bái thiếp đến, thấy Hạ Uyển Du liền lôi kéo tay nàng nói. Tỷ tỷ, ngươi ở Kinh Thành nhưng là nổi danh. Hạ Uyển Du cười nói, ta bất quá là thương phụ thôi, ở Kinh Doanh lập trường nhìn, ngày đó vừa vặn đuổi trước đã nói nhất miệng, không nghĩ tới sẽ có như vậy hiệu quả đối với hoài dương quận chúa cùng hứa thu minh chuyện nàng không phản đối nhưng cũng sẽ không qua cho nhiệt tình hơn nữa hứa thu minh còn tưởng sau này như thế nào cũng nói không tốt bọn họ có thể làm chính là không cần cho hắn cản trở nhường hắn thanh thản ổn định ở hàng lâm viện ngốc là được nếu là này nọ không tốt tỉ tỉ nói đúng là một trăm câu cũng không tốt hoài dương quận chúa cười trên mặt kiều kiều nộn nộn gọi người vui mừng hai người vừa ngồi xuống tam đứa bé cọ 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 chạy tới nương, nương. Hoài Dương quận chúa xem xét ba cái giống nhau như đúc đứa nhỏ mắt sáng rực lên, này, đây đều là tỷ tỷ gia đứa nhỏ. Hạ Uyển Du còn chưa nói nói, bên kia tam đứa bé đã kêu người, tỷ tỷ hảo. Quả thực là trăm miệng một lời. Hoài Dương quận chúa vội ho một tiếng, giống như bối phận kém. Nàng khả không muốn làm của các ngươi tỷ tỷ, nàng nhưng là phải làm thẩm thẩm đát. Hạ Uyển Du nhìn buồn cười, lại không mở miệng giải thích, tam đứa bé liền vây quanh hoài dương quận chúa tỷ 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 hô đem hoài dương quận chúa kêu vẻ mặt đỏ bừng ta là các ngươi nhị thúc bằng hữu đâu các ngươi nên gọi hoài dương quận chúa suy nghĩ một vòng cũng không nhớ ra nhà mình cùng hứa gia có cái gì thân thích nhất thời tạp xác tam bảo trong mắt vừa chuyển lúc này đưa lỗ tai đến đại bảo nhị bảo bên tai nói hai câu sau đó tam đứa bé xếp xếp đứng xoay người hô thẩm thẩm cọ cái này hoài dương quận chúa từ đầu hồng đến chân. Bất quá lời này tuy rằng nghe tu nhân, nhưng trong lòng lại cùng lao mật đúng vậy, ngoài miệng nói xong đừng gọi bậy, trong lòng lại ngọt tư tư, càng thích thượng này gia nhân. Hạ Uyển Du hợp thời ngăn lại, được rồi, nương cùng các ngươi thẩm thẩm trò chuyện, các ngươi đi chơi đi. Nhớ kỹ ở bên ngoài không được nói lung tung. Tam bảo vỗ ngực cam đoan, cam đoan không thành vấn đề, nói xong còn chỉ chỉ đại bảo nhị bảo, là bọn họ ta cũng xem trọng. Sau đó lại chạy ra ngoài chơi. Nghe nàng cũng trêu ghẹo, Hoài Dương quận chúa hờn dỗi cúi đầu, tỷ tỷ Hạ Uyển Du lôi kéo tay nàng nói, đều là nói giỡn sẽ không truyền ra đi. Năm nay đại đối nữ tử nhiều có trách móc nặng nề, mặc dù đối phương là quận chúa, như vậy nhàn thoại truyền ra đi cũng không tốt. Thấy nàng săn sóc Hoài Dương quận chúa trong lòng càng cao hứng, nói tiểu hoàng Hoài Dương quận chúa nói ý đồ đến, hôm nay là muốn phiền toái tỷ tỷ có thể lại vân hai bình rượu nho ta biết tới cửa nhường tỷ tỷ khó xử nhưng này không phải chính vừa vặn hoàng hậu nương nương thiên thu sao mẫu phi liền nghĩ đưa chút ngạc nhiên gì đó mà nay tỷ tỷ gia rượu nho có thể nói là một lọ khó cầu dễ nghe nói đương nhiên chê ít hạ uyển du cũng không phải hiểu được khiêm tốn nhân đem lời hay toàn bộ tiếp thu sau đó hào phóng tặng nàng mười bình hoài dương quận chúa cao hứng kéo hạ uyển du cánh tay hận không thể đây là nàng thân tỷ tỷ. Có Hoài Dương quận chúa cùng Lỗ Vương Phi tuyên truyền, hứa gia rượu nho càng thêm nổi danh. Hứa Như Vân hôm nay thật vất vả cướp đến một lọ, vui rạo rực trốn ở trong phòng cùng thượng trứng gà thanh nhẹ nhàng phu ở trên mặt. Triệu thị cảm thấy gần nhất bên kia hứa gia nổi bật thực tại rất thịnh, thậm chí có người đồn đại kia hứa gia ẩn ẩn muốn vượt qua bọn họ ý tứ. Nghe xong lời này triệu thị tự nhiên buồn bực, khả nhà mình con đại không tốt nay chính là cái cử nhân, tiểu nhi tử nhưng là cùng cái kia tiện loại không sai biệt lắm đại nhưng hôm nay liên tú tài cũng không là, chính là tưởng phản bác đều nói không ra lời. Trong lòng phiền não triệu thị nghĩ nữ nhi tuổi không nhỏ cũng nên tướng xem nhân gia, liền đi lại cùng nữ nhi trò chuyện, không nghĩ tới lại thấy cửa phòng đóng cửa, cửa chỉ thủ cái nha đầu, triệu thị ngăn trở nha đầu thông báo, nhẹ nhàng đẩy cửa mà vào, chỉ thấy nàng từ trước đến nay sủng ái nữ nhi đang dùng kia tiện loại trong cửa hàng bán rượu nho phu nghiêm mặt. Triệu thị cái trán đột đột thẳng khiêu, nhất cổ lửa giận từ đáy lòng mà phát, tiến lên đem trên bàn kia bình rượu nho huy đến thượng. Hứa như vân vốn nhắm mắt lại hưởng thụ, mạnh bị liền phát hoảng, theo sạp thượng búng lên, như thế nào như thế nào. Ánh mắt tạo đến thượng gốm sứ bột phấn còn có tử hồng sắc chất lỏng, lúc này kinh hải thét chói tai, a, à, ta rượu nho. Triệu thị khí ngón tay phát trung, ngươi, ngươi, ngươi trong mắt còn có hay không ta này mẫu thân. Nàng đối kia đối tiện loại cái gì thái độ nữ nhi nhất thanh nhị sở, khả chính mình yêu thương nữ nhi lại vụng trộn đi mua kia tiện loại gì đó. Hứa như vân nghe được mẫu thân trong lời nói nhất thời cả kinh, bất chấp trên mặt rượu nho cùng lòng trắng trứng đi xuống giọt, lắp bắp nói, mẫu, mẫu, mẫu thân. Nghe nàng hơi kích động ngữ khí, triệu thị trong lòng khó chịu cực kỳ, nước mắt đều chảy ra, ngươi là của ta nữ nhi, ngươi thế nào có thể? Trượng phu thượng lũi hạ khiêu muốn đem hai cái tiện loại tiếp trở về, nàng tuy rằng thống hận nhưng có thể lý giải, khả nữ nhi đâu, lại lưng nàng làm chuyện như vậy, cư nhiên đi phủng kia hạ thị thối chân, đem mặt nàng hướng thượng thải A. Hứa như vân ngẩng đầu nhìn nàng nương, cắn môi nói nhỏ, mẫu thân, bọn họ vốn là hứa gia nhân. Ngươi nói cái gì? Triệu thị vừa nghe lời này nhất thời trừng lớn mắt. Hứa như vân vốn không nghĩ nói, khả đã mẫu thân đều biết đến, cũng không hảo giấu giếm, hơn nữa nàng vốn là cảm thấy là người một nhà, chính là nàng mẫu thân đem nhân bài trừ bên ngoài thôi. Mẫu thân, mặc kệ nhà ai đều có thứ xuất huynh đệ tỉ muội, đại ca cùng tam đệ vốn là phụ thân con không phải sao. Hứa như vân đột nhiên bình tĩnh trở lại, nàng xem triệu thị đột nhiên có dũng khí, mẫu thân không phải thường dạy nữ nhi sao, Nữ nhân muốn đoan trang đại khí có một viên bao dung chi tâm, khả mẫu thân, ngài làm được sao? Triệu thị ngơ ngác xem chính mình nữ nhi há miệng thở dốc cư nhiên nói không ra lời. Hứa Như Vân nói xong cảm thấy trên mặt thực không thoải mái, có nhẹ nhẹ nóng bừng cảm giác, không biết cái gì duyên cớ, gặp Triệu thị không lại nói chuyện, liền chuyển qua bình phong đi rửa mặt. Triệu thị cười lạnh hai tiếng hướng cửa đi, còn chưa đi ra ngoài liền nghe Hứa Như Vân một tiếng thét chói tai, a, à, mặt ta triệu thị nơi nào còn lo lắng sinh khí bước nhanh đến bình phong sau chỉ thấy hứa như vân điên rồi một loại ôm mặt mình triệu thị xuyên thấu qua khe hở thấy trên mặt của nàng hồng lấm tấm điểm đừng nói làn da biến tốt lắm này quả thực là hủy dung cũng không sai biệt lắm này sao lại thế này triệu thị quát to một tiếng đi qua kéo ra tay nàng xem xét hứa như vân chỉ cảm thấy trên mặt nóng bừng đau không còn có chút ngứa nàng muốn đi công khả lại sợ đem mặt trảo tìm khó chịu thẳng khóc nương cứu cứu ta mặt ta rất ngứa triệu thị ôm hứa như vân an ủi không khóc không khóc nương lập tức đi tìm đại phu nói xong buông ra nàng liền hướng bên ngoài chạy phân phó nha hoàng đi thỉnh đại phu trong phòng hứa như vân bụng mặt tưởng công lại không dám công khó chịu oa oa khóc lớn trong lòng cũng đem hạ uyển du hận thảm định là kia rượu nho không phải thứ tốt làm hại mặt nàng biến thành như vậy nàng sẽ không nên vì hai cái hạ lưu phôi tử nói cái gì cho phải nói còn nghĩ nàng nương khí một chút. An bày xong hết thảy triệu thị trở lại trong phòng an ủi hứa như vân, mẹ con lưỡng bởi vì mặt duyên cớ đã quên phía trước bất khoái lại thành tương thân tương ái nương lưỡng. Xem nàng nương bất kể tiền ngại an ủi chính mình, hứa như vân càng thêm hối hận, hoa hoa khóc hô nói. Nương, ta sai lầm rồi, ta không nên giận ngươi, ta không bao giờ nữa thay hạ uyển du kia tiện nhân nói tốt, nương a, à, ngài cứu cứu ta. Sinh khí thời điểm là thật sinh khí, khả nói đến cùng là chính nàng sinh đứa nhỏ, triệu thị làm sao thật sự sinh nhà mình nữ nhi khí, nàng chỉ hận kia hạ thị ở lỗ vương phủ yêu ngôn hoặc chúng, nhưng chính mình đơn thuần thiên chân nữ nhi tin là thật, tìm thật cao giá tiền không nói còn nghĩ một trương mặt biến thành này phó bộ dáng, bản còn tưởng Tết Trung Thu mang nữ nhi tiến cung đi một chuyến tìm môn hảo việc hôn nhân, cứ như vậy đừng nói Tết Trung Thu, chính là một tháng có thể tốt lắm. Cũng liền cảm ơn trời đất. Nương lưỡng lòng có linh tê đem hạ uyển du hận thượng, ăn ý độ khó được đạt tới nhất định độ cao. Đại phu lưng cái hồng thuốc đi lại hỏi chẩn, lại hỏi ẩm thực, vuốt trâu nói, không có gì kỳ quái địa phương A. À. Nói xong nhướng mày, khả dùng xong cái gì trước kia không dùng qua son phấn. Triệu thị vừa nghe, nhất thời hô. Rượu nho. Khẳng định là rượu nho. Lão đại phu trước kia chưa từng nghe qua, chỉ sai người lấy đến cặn nghe nghe nói không trở ngại, này rượu nho cũng là rượu, tiểu thư đây là mẫn cảm, ăn mấy uống thuốc là tốt rồi. Triệu thị vừa nghe đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, tiếp lại trong lòng thầm mắng kia hai cái tiện loại, thế nhưng làm hại nàng nữ nhi mặt thành bộ dạng này, mất đi vừa rồi nàng luôn luôn xem, nếu là nữ nhi nhịn không được con mặt kia không được hủy dung. Không được, không thể như vậy quên đi. Tiễn bước đại phu, xem hứa như vân uống thuốc rồi, triệu thị thay đổi sim y, kêu lên nàng của hồi môn gia đình chạy xe ngựa chậm rãi hướng hứa thu bạch tòa nhà mà đi lúc này đây nàng muốn cho hai cái tiện loại thân bại danh liệt đừng xem nàng không biết này rượu nho nay đã đến trong cung nghe nói lỗ vương phi còn tặng hoàng hậu một lọ nàng liền không tin hoàng hậu nương nương nghe thấy chuyện như vậy còn dám dùng đến lúc đó không cho hứa thu bạch kia hai cái tiện loại đẹp mắt tài kêu kỳ quái triệu thị như thế nghĩ lo lắng tràn chân chính là hứa tại lâm kia hỗn đảng đến cũng không thể lùi bước xuống xe thời điểm tựa như luôn luôn cao ngạo khổng tức hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Xuống xe triệu thị trợn mắt nhìn bàn tay to vung lên, cho ta tạp. Phía sau một đám gia đình nhất ủng mà lên cầm công cụ triều hứa ra tòa nhà đại môn ném tới. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 65 65 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 65 65 vừa vặn này ngày là hư một ngày, hứa thu minh không đi nha môn, hứa thu bạch cũng khó rỗi rảnh nhàng, người một nhà ngồi vây quanh ở trong viện ngoạn nhạc, không nghĩ bỗng nhiên nghe được đại môn bị tạp thanh âm. Đinh đinh đang đang đánh tạp thanh như người một nhà mặt danh kỳ diệu, không biết đắc tội thế nào lộ thần tiên đưa tới như thế đại tức giận. Ta đi nhìn một cái, hứa thu bạch đứng lên đi ra ngoài, tam đứa bé tò mò tham đầu tham não cũng tưởng theo sau lại bị hứa thu minh túng trụ đưa cho hạ uyển du tẩu tử ngươi dẫn bọn hắn đi vào trước ta cùng ca đi nhìn một cái hạ uyển du nhíu mày lại không có nghe hứa thu minh mà là nhường thúy nha đem tam đứa bé mang vào nhà cũng vội vàng chạy đi qua còn chưa tới cửa liền nghe thấy có người cao giọng kêu to hạ thị ngươi lăn ra đây cho ta hứa thu bạch xem trước mắt quen thuộc lại xa lạ nữ nhân trên tay gân xanh bạo khởi triệu thị làm cho người ta tạp môn cũng thấy hứa thu bạch huynh đệ lưỡng trong lòng không hiểu thống khoái nhất tưởng đến mười mấy năm trước huynh đệ lưỡng bị nàng chỉnh nghèo túng rời nhà mười mấy năm sau đến kinh thành không phải là không dám hồi hứa gia cái này nhường nàng tâm tình biến hảo duy nhất nhường nàng khó chịu chính là lam thị kia tiện nhân đến tử đều được hứa tại lâm sủng ái nay hai cái tiện loại lại đây chiêu chọc bọn hắn này hai cái tiện loại nên đi theo bọn họ đoản mệnh nương cùng đi tử tài năng giải trong lòng nàng mối hận. Mười mấy năm trước nàng không đưa bọn họ để vào mắt, nay vẫn như cũ như thế, mặc dù mười mấy năm trước nàng không có thể hiểu biết hai cái tiện loại, mười mấy năm sau nàng vẫn như cũ có biện pháp giết chết bọn họ, cho dù bất tử cũng phải cổn xuất kinh thành đi. huống hồ lần này nàng được nhược điểm nơi tay, lại như thế nào không hảo hảo lợi dụng. Vị này thái thái tạp nhà ta đại môn, ra sao đạo lý. Hứa Thu Minh nhìn Triệu Thị, tự nhiên cũng biết nữ nhân này chính là hắn mẹ cả. Triệu Thị trừng mắt hai người, ngẩng cao cầm, thẳng thắn sống lưng, cười đắc ý, hứa đại nhân không mời ta đi vào tọa tọa. Tuy rằng nàng đến náo, nhưng không tính toán đem sự tình náo khai, dù sao liên lụy nàng nữ nhi đâu. Mà hứa Thu Minh vừa mới làm quan nói vậy cũng không nguyện sự tình náo đại, nhất định thỉnh nàng vào cửa thương lượng việc này, đến lúc đó nàng liền thả nhân cơ hội đưa ra yêu cầu, nhưng hai người cũng xuất kinh thành. Ai biết Hứa Thu Minh thần sắc không thay đổi, lắc đầu nói, không không, nhà ta cũng không phải là cái gì vậy đều có thể tiến. Triệu Thị biến sắc, ngươi nói cái gì? Ngươi cũng biết ta là ai? Nàng hừ cười một tiếng nhìn về phía Hứa Thu Bạch, ngươi tuổi còn nhỏ không biết chuyện nhiều, tốt nhất hỏi một chút ngươi anh trai và chị dâu lại quyết định hảo hạ uyển du lường hứa thu bạch liếc mắt một cái thấy hắn thần sắc chậm rãi khôi phục nhân tiện nói hứa thái thái tới cửa không tiễn thiếp đây là ngày phong cách quý phái ta không nói chuyện với ngươi triệu thị lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái nhìn về phía hứa thu minh hứa thu minh xin hỏi rõ ràng ta đến cùng là ai lại nói nhường không cho ta vào phủ chuyện này cửa xem náo nhiệt nhân dần dần nhiều lên triệu thị trên mặt cũng không dễ nhìn không khỏi có chút hối hận đem sự tình náo lớn sớm biết rằng nàng nên trực tiếp làm cho người ta tới cửa phá cửa mà không phải tự mình dẫn người đến chỉ đổ thừa đương thời nhìn thấy hứa như vân mặt nhường lửa giận xung hôn ý nghĩ nhưng lại mang theo nhân liền đi qua nay cửa nhân tiệm nhiều nếu là nhường nhận thức nhân xem đi chỗ đó đã có thể không tốt dù sao hai cái tiện loại mất mặt không quan hệ khả nàng là hứa gia phụ là triệu gia nữ truyền ra đi lạc nhưng chỉ có hai nhà người triệu thị đâm lao phải theo lao Bức thiết tưởng vào cửa cùng hứa gia huynh đệ lưỡng đàm phán, đáng tiếc hứa thu bạch huynh đệ cũng không quán hắn, nay ở cửa náo đại, nói ra đi đều biết là ai đối lý, ngốc tử tài khách khách khí khí đem nhân mời vào môn làm cho người ta nói bọn họ chột giả đối lý đâu. Hứa thu minh thần sắc không thay đổi, cười tủng tỉm nói. Biết a, à, ngươi là hứa gia thái thái. Hắn thanh âm cất cao rất nhiều cần phải nhường xem náo nhiệt nhân đều nghe rõ ràng, cho dù ngài là hứa gia thái thái cũng không nên tới ta phủ thượng nháo sự hắn trở lại chỉ chỉ bị phách đại môn ta hứa thu minh tuy rằng người nhỏ lời nhẹ khả cũng không phải nhậm nhân khi dễ hứa thái thái ỷ vào hứa đại nhân ỷ thế hiếp người việc này ta chính là bẩm báo ngự tiền ta cũng muốn vì ta huynh đệ hai người thảo cái công đạo triệu thị ngẩn ra bẩm báo ngự tiền a à, một cái tiện loại muốn cáo mẹ cả quả thực thiên đại chê cười nàng lạnh lùng liếc hướng hứa thu bạch, hứa thu bạch, muốn hay không ta nói cho chính ngươi thân thế. Nàng vẽ mặt khinh thường, biểu môi nói, bất quá là hai cái hạ lưu tiện loại, đừng tưởng rằng có hai cái tiền dơ bẩn liền cho rằng không gì làm không được, thực cho rằng thánh thượng nhàn không có việc gì đến quan tâm ngươi. Lại liếc mắt hứa thu minh, càng thêm khinh thường, bất quá là cái tiểu hàng lâm, thực làm khó lường chức quan. Hứa thu bạch cười mở miệng, hứa thái thái như thế hưng sư động chúng đến tạp nhà ta đại môn, vì nói này. Tự nhiên không phải. Triệu thị hối hận, nên trực tiếp tới cửa mà không phải tạp đại môn bị đổ ở cửa vào không được, như thế đồn đãi đi ra ngoài nàng còn có cái gì thanh danh, khả việc đã đến nước này hối hận cũng vô dụng, dù sao nàng không có khả năng ở hai cái tiện loại trước mặt nhượng bộ. Là nhà các ngươi rượu nho có vấn đề. Triệu thị chỉ mơ hồ nói này kết quả gây nên chuyện gì lại không thể nói. Hứa Thu Bạch xem từng cao ngạo cao quý Triệu thị lộ ra người đàn bà chanh chua sắc mặt không khỏi cười khẽ, tưởng đi mua rượu cửa hàng, chạy nhà ta đến mua cho rằng bằng chúng ta giao tình ta có thể bán cho ngươi. Đừng nói giỡn, chúng ta cùng ngươi cũng không thuộc. Nếu là rượu nho có vấn đề, ngươi đại có thể đi nha môn trạng cáo ta Hứa gia, ngươi nay một mình tới cửa tạp nhà ta đại môn, đây là trái với triều đình luật lệ, Thu Minh như nay tuy rằng chính là theo lục phẩm chức quan, nhưng là là mệnh quan triều đình, là thánh thượng thâm điểm trạng nguyên. Hứa thái thái tuy rằng là hứa đại nhân phu nhân, khả nếu là ta nhớ không lầm hứa đại nhân vẫn chưa cho ngươi thỉnh phong cáo mệnh, nói cách khác hứa thái thái này chính là bạch thân, bạch thân thân đánh tạp mệnh quan triều đình tòa nhà, không biết triều đình luật lệ hội xử trí như thế nào. Triệu thị mặt không khỏi nhất bạch, tiếp lại phẫn hận, hứa tại lâm vì sao không chịu cho nàng thỉnh phong cáo mệnh, còn không phải oán trách nàng năm đó giết chết Lam Thị, mười mấy năm, hứa tại lâm năm nay rất dễ dàng ở con cái khuyên bảo hạ tính toán cho nàng thỉnh phong, ai biết này hai cái tiện loại lại đột nhiên xuất hiện tại kinh thành, hứa tại lâm lại nghĩ tới Lam Thị, cảm thấy thẹn với hai huynh đệ, vốn viết cốt sổ con lại tê đi. Vốn nàng cũng không biết, vẫn là con đi thư phòng thời điểm ngẫu nhiên ở chưa nhiên tẩn tháng hỏa trong được đến. Từng kiệt ngạo thiếu niên cũng đã lâu thành che trời đại thụ, nay chạy về tới trả thù nàng. Hứa Thu Minh không muốn cùng nữ nhân này nhiều lời, trực tiếp đối Hứa Thu Bạch nói, ca, Hứa Đại Nhân là quan, đệ đệ tuy rằng cũng là quan, khả so ra kém nhân gia, nhưng này mệt không có thể ăn. Đây là tự nhiên. Hứa Thu Bạch liếc hắn một cái, ngươi muốn làm cái gì phải đi làm. Hứa Thu Minh gật gật đầu trở lại vào sân, Hứa Thu Bạch nắm hạ uyển du thủ cũng xoay người vào cửa, lưu lại triệu thị tại kia hỗn hển, đi không cam lòng, Lưu lại chỉ có thể đứng ở cửa khẩu. Đỗ không phải nàng không nghĩ vọt vào đi, khả cửa không biết khi nào thì đứng ra vài cái người vạm vỡ, liền hứa gia gia đình cũng không ai dám tiến lên đi. Hứa Thu Minh vào nhà thay đổi quan phục đối Hứa Thu Bạch nói, "Ca, ta đi sao đăng nghe thấy cổ?" Hứa Thu Bạch nhíu mày xem hắn, tưởng thật phải làm như vậy. Chúng ta sau lưng cũng có thể chỉnh bọn họ, chính là không được đi kinh triệu nha môn cáo cũng xong a. À. Phương diện này công công vòng vòng hứa Thu Minh so với hứa Thu Bạch muốn minh bạch, hắn lắc đầu, nói, ta ở kinh thành mấy tháng cũng có nghe thấy kinh Triệu Doãn chính là cái lưu manh, không nói hứa Tại Lâm, chính là Triệu thị bộ tộc ở kinh thành liền bộ rễ khổng lồ, liền kinh Triệu Doãn kia tính tình, nhất định sẽ không bởi vì ta này không nơi nương tựa lục phẩm tiểu quan đắc tội hứa gia đắc tội Triệu thị. Hơn nữa cho dù hứa Tại Lâm cùng Triệu thị biết chúng ta thân thế lại như thế nào, chỉ cần chúng ta không thừa nhận như vậy chúng ta cũng chỉ là diện mạo cùng hứa gia tương tự nhân thôi ca ngươi đã quên lúc trước sư phụ đã sớm lo lắng đến điểm này đem chúng ta thân thế nhưng là an bày thỏa thỏa đáng làm đâu thật sự không được chúng ta đi tìm sư bá nghe nói sư bá cũng là kinh thành nhân đâu lúc trước sư phụ cho chúng ta địa chỉ đến lúc đó chúng ta đi tìm tìm là được lần này ta muốn nhường triệu thị thân bại danh liệt nhưng hứa tại lâm trở thành triều đình chê cười như thế hứa thu bạch cũng không ngăn trở, hứa thu minh lớn, có ý nghĩ của chính mình, lúc trước sư phụ đem sở có chuyện an bày thỏa đáng, chính là thánh thượng đi thăm dò cũng không nhất định có thể ra xuất ra. Hạ Uyển Du bật cười, ngươi đi đi, chúng ta ở nhà chờ ngươi. Hứa thu minh cười cười, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi ra cửa. Hứa thu bạch nhớ mày đứng lập tức vội vàng ra cửa, Hạ Uyển Du lại bảo hai người thủ đại môn, cần phải không nhường người khác động như vậy chứng cứ, cũng không thể tổn hại. Triệu thị gặp hứa thu bạch huynh đệ đều không ở xuất ra, nhưng là hạ uyển du xuất ra, ngoài mạnh trong yếu nói, nhà các ngươi cũng thật sự không biết quy củ. Hạ uyển du cười tủng tiễn nói, quy củ là cho giữ quy củ nhân định, đối với bản thân sẽ không giữ quy củ nhân không tất yếu dựa theo quy củ làm việc. Nói xong xoay người đối Thúy Nha nói, Thúy Nha a, cửa đều bẩn thành như vậy, còn không chạy nhanh gọi người nâng thủy loát sạch sẽ. Thúy Nha cao giọng lên tiếng, chỉ huy bưng chậu hạ nhân đi loát cửa lộ. Bọn hạ nhân cũng mặc kệ cửa đứng nhân là ai, một cái ai một cái đem trong bồn thủy hướng cửa hắt đi. Xem náo nhiệt nhân xa xa nhìn chạy nhanh tránh đi, triệu thị nghe hạ uyển du trong lời nói đốn thấy không tốt, vừa định dẫn người rời đi, lại đột nhiên bị kêu cái thấu tâm mát. Hạ quý thiên khí nóng đổ sẽ không cảm lạnh, Khả triệu thị mặc khinh bạc hạ sam giờ phút này bị nhân nhất tẩm ẩm đều phục tùng dính ở trên người. Triệu thị năm nay hơn 40 tuổi, khả bảo dưỡng không sai, quần áo niêm ở trên người đem đường công hiện ra. Triệu thị kinh kêu một tiếng ôm ngực hoàng ở trước ngực, nàng trợn mắt nhìn, mắng. Ngươi thật to gan. Ta nhưng là ngươi đích bà bà. Vừa dứt lời, thứ hai bồn nước lại róc đi lên. Triệu thị nói cũng cũng không nói ra được, khí hoa hoa thẳng kêu nàng vừa được này tuổi vẫn là lần đầu như thế dọa người, mặt nàng mặt trực tiếp bị nhân ném tới thượng thải. Hàng xóm láng giềng cách thật xa xem náo nhiệt, lại không có người tiến lên nói tốt cho người, thậm chí không hề biết nơi nào đến du côn nhìn thấy có náo nhiệt đi phía trước thấu cũng không đã đem triệu thị bộ dáng nhìn đi, nhất thời ánh mắt sáng lên. Tuy rằng triệu thị năm kỷ đại chúc, khả bảo dưỡng hảo A, hai bồn nước đem triệu thị cao ngạo cùng thanh cao đều kêu đến thượng. Hạ Uyển Du đứng ở cửa khẩu như cũ vẻ mặt ý cười, hứa thái thái tạp hoàng nhà ta đại môn lại đây làm thân thích. Nhà ta bà bà sớm sẽ không có, hơn nữa hứa thái thái cùng hứa đại nhân đều là kinh thành nhân sĩ, mà ta phu quân cùng tiểu thúc cũng là thông châu nhân sĩ, cố gắng 800 năm trước là một nhà, nhưng hôm nay cùng các ngươi hứa gia khả không có gì quan hệ. Nhưng đừng là nhìn thấy nhà ta tiểu thúc cáo ngự trạng chột dạ ý đồ làm thân thích nhường chúng ta tha ngươi. Hạ Uyển Du lắc đầu, đừng nghĩ, chạy nhanh về nhà gột rửa ngủ đi. Triệu thị khí thẳng run run, hung tợn trừng mắt Hạ Uyển Du muốn đem nàng bầm thay vạn đoạn. Hạ Uyển Du nói xong nói liền xoay người đi rồi, triệu thị khí ôm ngực ngao ngao kêu to. Hứa gia hạ nhân có chút không biết làm sao, có tâm thoát kiện sim y cho nàng, khả lại ngại cho tục lệ không dám, cũng may có cái cơ trí hạ nhân chạy nhanh đem xe ngựa chạy tới nhường triệu thị lên xe. Triệu thị cố không lên khác, vội vàng đi lên xe ngựa, chờ xe ngựa lúc đi nàng còn có thể nghe thấy kia vài cái du côn mang theo ác ý xấu xa ý cười. Đến hứa gia, triệu thị nếu không nguyện cũng khó miễn bị nhân xem đi, bất quá nhất chén trà nhỏ thời gian hứa gia hạ nhân liền biết được triệu thị dẫn người đi tạp hứa trạng nguyên đại môn, mà hãy quay trở lại thời điểm phi thường nghèo túng, cả người đều ướt đẫm. Nghe nói đều có thể thấy rõ ràng bên trong cái yếm nhan sắc. Lời đồng nhất truyền mười mười truyền trăm, chờ lời đồn đến hứa lão thái thái nơi đó thời điểm đã là như vậy. Thái thái ghét bỏ lão gia quên không được làm di nương, nhìn hứa trạng nguyên huynh đệ trưởng giống như lão gia liền trong lòng khó chịu dẫn người đi tạp hứa gia đại môn, lại không biết thế nào cả người ướt đẫm, trong liên mặt mặt hồng mẫu đơn cái yếm đều xem rành mạch. Mà hãy quay trở lại thời điểm xe ngựa mặt sau còn theo vài cái du côn, một đường kêu gào chờ thái thái xuất môn. Hứa lão thái thái vốn là chướng mắt triệu thị, nay càng thêm chướng mắt, Lúc này tìm nha hoàng đến hỏi triệu thị hôm nay mặt, chờ tiểu nha đầu trở về nói triệu thị hôm nay đích sắc mặt là hồng mẫu đơn cái yếm thời điểm mặt đều khí phát thanh. Lại tìm người hỏi hôm nay việc, mới phát giác lời đồn đúng là sự thật. Hứa lão thái thái trước đó vài ngày cũng nghe con nói nhất miệng, chỉ làm kia hai huynh đệ rất nhanh có thể hồi hứa gia, chỉ cần hứa gia có cái trạng nguyên, như vậy chính là một môn song tiến sĩ, nói ra đi đều có quan, hứa gia về sau cũng có trông cậy vào nhưng hôm nay triệu thị can này chuyện ngu xuẩn phỏng chừng nhường hai huynh đệ giận cũng không biết mặt sau có thể hay không trấn an trụ mà ở trong nha môn hứa tại lâm nghe nói việc này trong lòng kinh hãi bận đi hứa thu bạch nơi đó xem rách nát đại môn còn có cái gì không rõ hứa tại lâm muốn gặp hứa gia huynh đệ lại bị cự tuyệt phẫn nộ hứa tại lâm nổi giận đùng đùng trở về nhà vọt vào chính viện đem triệu thị theo trên giường tha xuống dưới nâng tay chính là hai bàn tay tiện phụ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 66 66 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 66 66 triệu thị cùng hứa tại lâm thành thân hai mươi mấy năm, này vẫn là lần đầu bị đánh, từng hứa gia ở kinh thành gia thế không hiện, thẳng đến hứa tại lâm trung tiến sĩ, làm quan, hứa gia tài chậm rãi hảo lên, không thể không nói hứa tại lâm trưởng hảo nếu không là hứa tại lâm có một trương khuôn mặt dễ nhìn năm đó triệu thị cũng sẽ không kiên trì gã cho hắn mà nhiên hai người thành thân không vài năm hứa tại lâm đã đem lam thị dẫn theo trở về lúc trước nàng ghen tị nàng phẫn hận thậm chí cấp lam thị kê đơn nhường nàng sinh non sau này lại bức hứa thu bạch huynh để rời nhà trốn đi lại độc chết lam thị này đó hứa tại lâm chỉ mắng nàng một chút lạnh nàng một chút cũng là chưa cùng nàng động thủ ở Triệu thị trong lòng, Hứa Tại Lâm mặc dù lại sủng lam thị mẫu tử, kia cũng là không thể so với chính mình so với, khả mắt nhìn mười mấy năm đi qua, nay Hứa Tại Lâm nhưng lại vì hai cái tiện loại đánh nàng. Triệu thị có Triệu gia nhân kiêu ngạo, lúc này hơi hơi dương khởi hạ ba, nước mắt ở trong hốc mắt liền muốn rơi xuống, thanh âm run run nói, Hứa Tại Lâm, ngươi đánh ta. Nàng chỉ vào Hứa Tại Lâm không dám tin, Hứa Tại Lâm, ta nơi nào có lỗi với ngươi? ta tự 16 gả cho ngươi, cho ngươi sinh nhi dục nữ cho ngươi quản lý bên trong, ngươi liền như vậy đối ta. Bị Triệu thị như thế chỉ trích Hứa Tại Lâm cũng có chút chột dạ, khả nhất tưởng đến cái kia ôm nhu mạo mỹ nữ nhân còn có đã là Trạng Nguyên Hứa Thu Minh, Hứa Tại Lâm tâm lại khó chịu đứng lên, xem Triệu thị mặt cũng có lo lắng, ngươi còn có mặt mũi nói quản lý bên trong, trong suốt chết như thế nào? Ta hai con trai lại là vì sao rời đi Hứa gia? Nói lên này Hứa Tại Lâm rốt cục tìm được đột phá khẩu, chỉ vào Triệu thị nói, ngươi hôm nay làm lại là chuyện gì? Ta lao lực tâm cơ cùng Thu Minh rất đánh quan hệ, không vì nhường hắn hồi hứa gia. Ngươi lại la ó, trực tiếp tới cửa đi tạp hắn môn. Triệu thị thấy hắn trả đũa, nhất thời đến khí, sao khởi chén trà liền ngã trên mặt đất, bảo dưỡng thỏa đáng một trương mặt cũng lộ ra dữ tợn, Hứa Tại Lâm ngươi không biết xấu hổ chúng ta vừa thành thân thời điểm ngươi là thế nào đáp ứng ta? Ngươi đương thời nói đời này chỉ ta một người. Khả chính ngươi ngẫm lại mấy năm nay, ngươi làm được sao? Đầu tiên là Lam Thị cái kia tiện nhân, lại là sau này này tiểu yêu tinh, ngươi nạp thiếu. Còn có ngươi hứa ra cái gì tính tình chính ngươi không rõ ràng. Không có ta đồ cưới chống các ngươi hứa ra một nhà già trẻ đã sớm nên đi trên đường ăn xin đi. Như nói phía trước hứa tại lâm còn có thể phản bác, đến mặt sau đã có thể thật sự không có cách nào khác phản bác, hắn chính là cái hàng lâm, dựa vào triệu gia ở hàng lâm viện coi như có uy vọng, khả bổng lộc liền như vậy một điểm, hứa gia nhất đại gia tử ăn uống vệ sinh đều không ly khai bạc, hắn về điểm này bổng lộc thật sự không đủ, đương nhiên hắn cũng biết này gia triệu thị lấy của hồi môn trợ cấp trong nhà. Cho tới nay hắn đều giả tâm vờ điếc, thờ ơ. Kỳ thật còn không phải sợ tầng này bị trạc phá không có mặt mũi sao. Nhưng hôm nay tầng này da mặt thật sự nhường triệu thị vạch trần, hứa tại lâm cảm thấy trên mặt nóng bừng đau, so với bị nhân đánh một cái tác đều đau. Hắn xem triệu thị, một điểm cũng không muốn cùng nàng đãi đi xuống. Triệu thị cũng không tưởng như vậy tiện nghi hắn, này khẩu khí nàng nghẹn hai mươi mấy năm, vốn trung gian này mười mấy năm đã thống khoái, nhưng hôm nay lại đổ thượng, nàng không cam lòng, không đồng ý nhường hứa tại lâm đánh hắn sau như thế thống khoái rời đi. Hứa tại lâm ngươi đừng quên, chỉ bằng các ngươi hứa gia ngươi có thể làm đến bây giờ này vị trí sao có thể an an sinh sinh vài thập niên ở kinh thành hưởng phúc sao triệu thị nói xong nói xong nở nụ cười hứa tại lâm rời đi triệu gia ngươi cái gì cũng không là ngươi có cái gì tư cách đánh ta ngươi có cái gì tư cách đem hai cái tiện loại tiếp trở về tiếp trở về nhường ta dưỡng a à, ngươi nằm mơ hứa tại lâm trên mặt cứng đờ đối với triệu thị trợn mắt nhìn Triệu thị hai mắt phi liếc không nhìn tới hắn, cười khổ nói, ta đã cho ngươi dưỡng thất tám tiểu thiếp, còn tưởng nhường ta dưỡng thứ tử. Hừ, ta cũng không rộng lượng như vậy. Nàng chỉ hận hôm nay đi đánh tạp thời điểm không có một phen hỏa đem hai cái tiện loại cấp thiêu, cư nhiên chỉ tạp môn, hiện tại ngẫm lại tuyệt không thống khoái. Đố phụ. Hứa tại lâm sắc mặt đỏ lên không biết là khí vẫn là tao. Triệu thị vẫy khí chậm rãi sửa sang lại vạt áo ngồi trở lại đi, khôi phục thành ngày xưa một nhà chủ mẫu bộ dáng, không lại nhìn hứa tại lâm. Hứa tại lâm ánh mắt trừng mắt không đợi đến xin lỗi, hầm hừ phất tay áo đi rồi. Mới ra chính viện chợt nghe bên ngoài có người kêu tiếp chỉ. Hứa tại lâm liền phát hoảng, bận hồi ốc thay quần áo thường lại làm cho người ta gọi tới một nhà già trẻ tiếp chỉ. Truyền chỉ thái giám cũng không dông dài, truyền chỉ ý vị thâm trường liếc mắt triệu thị sau đó đối hứa tại lâm nói, hứa đại nhân, chạy nhanh tùy tạp gia tiến cung diện thánh đi. Hứa gia mọi người đều bị kinh ngạc, buổi sáng chuyện bọn họ cũng đều nghe nói, nhưng cũng chỉ cho rằng triệu thị ý thế hiếp người, kia hứa trạng nguyên ở kinh thành không có gì căng cơ nói vậy sẽ không đối địch với hứa gia, khả nhân gia đột nhiên liền gõ đăng nghe thấy cổ. Phải biết rằng sao đăng nghe thấy cổ giả bất luận cái gì lý do đều phải đánh trước 20 bản tử, hứa trạng nguyên vì một hơi nhưng lại thật sự đi gõ. Hứa Minh Viễn Dương mắt xem mắt hắn cha, hứa tại lâm mặt hắc đáng sợ, hứa minh viễn khổ trung mua vui tưởng hắn cha không phải gần nhất luôn luôn cùng hứa thu minh đánh quan hệ sao, không phải đều lấy phụ tử tình nghĩa tương giao sao, thế nào nhân gia liên điểm ấy tình nghĩa cũng không cố đâu. Nói thật hứa minh viễn đỉnh muốn cười, đáng tiếc việc này sự tình quan hứa gia, không phải do hắn thống khoái một hồi. Chờ truyền chỉ thái dám đi trước một bước, hứa lão thái trong mắt vừa lật liền hôn mê bất tỉnh, hứa tại lâm xanh mặt xem triệu thị, lại là một cái tác đánh đi qua. Cha! Hứa Minh Viễn hô to. Triệu thị búi tóc bị quấy rầy, buổi sáng kia một cái tác còn chưa đánh tan lại đây một cái tác, một trương mặt đều thủng lên, khó coi cực kỳ, nơi nào còn có triệu gia nữ thông dong cao quý. A, à, triệu thị cười khổ một tiếng, hứa tại lâm, nhìn một cái, ngươi không phải cả ngày cùng hứa thu minh luận phụ tử tình nghĩa sao? Nhân gia còn không phải chưa cho ngươi mặt mũi hứa tại lâm trong lòng không dễ chịu trên mặt cũng không khẳng thừa nhận chỉ vào triệu thị mắng nếu không phải ngươi này độc phụ hắn có thể không hồi hứa gia trạng nguyên vinh quang vốn nên thuộc loại hứa gia đều là ngươi này độc phụ làm hảo sự hứa tại lâm nghiến răng nghiến lợi hận không thể nhường triệu thị lấy tử tạ tội triệu thị trào phúng cười đừng lừa mình dối người nói xong xoay người liền đi Hứa Như Vân cùng Hứa Minh Viễn bất mãn nhìn Hứa Tại Lâm liếc mắt một cái cũng đi theo Triệu Thị đi. Hứa Tại Lâm bất chấp an trí Hứa Lão Thái Thái, bận hướng trong cung mà đi. Trong cung Hứa Thu Minh gõ đăng nghe thấy cổ, dựa theo quy củ đã trúng 20 bản tử, cũng may Hứa Tại Lâm thuở nhỏ đi theo Hứa Thu Bạch tập võ rèn luyện, 20 bản tử đi xuống cũng là chịu được. Bất quá đăng nghe thấy cổ đã có vài thập niên chưa sao vang, lần này sao vang thịnh đức đế cũng tới rồi hưng trí, lúc này dựa theo quy củ thấy hứa thu minh thịnh đức đế đối hứa thu minh rất ấn tượng triều đại trẻ tuổi nhất trạng nguyên lang không riêng trưởng hảo hơn nữa học thức hơn người tiền mấy thiên đức phi còn cùng hắn nói bóng nói gió hỏi thăm muốn đem ngủ công chúa gã cấp hứa thu minh đáng tiếc lỗ vương xuống tay sớm hơn sớm liền nói với hắn hoài dương quận chúa cùng hứa thu minh chuyện chỉ còn chờ sang năm mùa xuân hoài dương quận chúa cập kê liền tứ hôn đối với chuyện này thịnh đức đế vui khi việc thành lỗ vương yếu đuối, lỗ vương thế tử cũng vô tâm sĩ đồ, mà hứa thu minh lại đại có tài hoa, chờ thêm thượng vài năm lịch lãm tốt lắm đó là một cái quan cổ chi thần, dùng yên tâm cũng đại có thể dùng, như thật sự thành phò mã, kia sĩ đồ cũng liền ngưng hẳn. Ngồi ở trên long ỷ thịnh đức đế xem như thanh tùng bình thường thiếu niên, trong lòng suy nghĩ rất nhiều, đợi nhân đến tề, thịnh đức đế liền ý bảo dương thủ phụ bắt đầu, dương thủ phụ năm nay 60 hơn, cũng là cái ái tài người, biết được có người sao đang nghe thấy cổ vội vàng đã tới rồi. Một phen quy cũ giải thích, hứa thu minh nói. Ta muốn trạng cáo hứa tại lâm hứa đại nhân tung dung phu nhân tới cửa đánh tạp mệnh quan triều đình đại môn. Mọi người một mảnh ồ lên. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 67 67 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com chương 67. 67 hứa thu minh từ lúc nhập chức hàng lâm viện, tuy rằng cùng người khác quan hệ không sai, khá vậy đến không xong làm cho người ta thâu tâm đào phế nông nổi. Duy nhất làm cho người ta nói chính là hứa thu minh cùng hứa tại lâm không riêng đều họ hứa hơn nửa trưởng cũng giống. Tuy rằng người khác đều không nghe nói hai người bọn họ có cái gì quan hệ, khả người sáng suốt đều xem xuất ra hai người quan hệ không phải bình thường. Tối thiểu hứa tại lâm ở hàng lâm viện đối hứa thu minh. Thực chiếu cố hiện nay hứa tại lâm phu nhân thế nhưng tới cửa đem hứa thu minh đại môn cấp tạp. Mọi người ý vị thâm trường xem hứa tại lâm liếc mắt một cái, bao hàm đồng tình. Kỳ thật hứa gia về điểm này sự, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều biết đến, hứa gia trước kia nghèo túng, sau này hứa tại lâm trung tiến sĩ cưới triệu thị nữ, vì thế hứa gia chậm rãi hảo lên, hứa tại lâm có thể đối hứa thu minh hảo, theo bọn họ kia cũng là bởi vì hai người dòng họ giống nhau trưởng cũng giống cảm thấy hợp ý duyên cớ cũng là không người hướng phụ tử thượng tưởng. Chuyện này nói đến cũng dài, Lam gia phạm vào sự, mà Lam Doanh lại bị Hứa Tại Lâm nghĩ cách làm trở về, vốn là nhìn không được quan, Hứa Tại Lâm lại cất giấu che, chờ Hứa Thu Bạch huynh để sinh ra, Triệu thị càng cảm thấy đó là một nhục nhã, tự nhiên mà vậy chỉ làm Hứa gia không có như vậy hai người. Cho nên, trừ phi quan hệ thân cận nhân gia, chỉ sợ cũng không biết Hứa gia còn có hai con trai lúc này hứa tại lâm sắc mặt phi thường khó coi một phương diện là vì triệu thị thiện tác chủ trương quấy rầy kế hoạch của hắn một phương diện là vì hứa thu minh một điểm tình cảm không nói thậm chí đều không cùng hắn nói một tiếng liền gõ đang nghe thấy cổ có thể nói đem mặt hắn mặt ném thượng thải hắn vốn tưởng rằng lấy hắn cùng hứa thu minh này đoạn thời gian quan hệ hứa thu minh mặc dù lại tức giận cũng có thể cho hắn một phần mặt đến lúc đó hắn được bật thềm hạ song phương đều hảo mà nay hứa thu minh thực hiện cũng là muốn cùng hắn nhóm da xé rách da mặt làm khó hứa thu minh trung trạng nguyên nhưng lại như thế bụng dạ hẹp hòi huống hồ hứa thu minh không biết thân phận của hắn còn tình có thể nguyên khả hứa thu bạch rời nhà khi đều mười mấy tuổi còn có thể không biết thân phận của hắn lại hoặc là hứa thu minh biết lại bị triệu thị chọc giận như là như thế này kia hắn còn có chút thất vọng rồi khí lượng như thế tiểu như thế nào đương đắc trọng trách hứa tại lâm nhìn hứa thu minh ánh mắt hay thay đổi nhất thời tức giận nhất thời thất vọng nhưng là nhường ngồi ở trên long ỷ thịnh đức đế xem vừa vặn mà thiếu niên lang giờ phút này chính một thân chính khí đứng lại trên đại điện đối mặt quyền cao chức trọng nội các đại thần hào không ý kỵ đối mặt chân long thiên tử diệt không kiêu ngạo không xiểm định không biết hứa đại nhân có gì nói không đợi thịnh đức đế hỏi dương thủ phụ liền nhìn về phía hứa tại lâm hứa tại lâm sắc mặt phi thường khó coi có chút quán trách xem mắt hứa thu minh cười mỉa nói này này định là có cái gì hiểu lầm nếu là có như vậy hiểu lầm kia hạ quan lập tức về nhà dẫn người cũng tạp hứa đại nhân đại môn cũng là một hồi lầm lại như thế nào hứa thu minh một bước cũng không nhường là tốt rồi giống như trước kia quan hệ hảo đều là giả ngươi đứa nhỏ này hứa tại lâm nói thật trong lòng đã giận hắn đều đã này thái độ đứa nhỏ này lại vẫn níu chặt không tha, chẳng lẽ muốn hắn trước mặt nhiều người như vậy cùng hắn xin lỗi bất thành. Dương thủ phụ vui tươi hớn hở nói, tiểu hứa trạng nguyên nói cũng không sai, hứa đại nhân, việc này quan một nhà tôn nghiêm, đích xác không phải một câu hiểu lầm có thể giải trừ A. Khác nội các đại thần tuy rằng phe phái bất đồng, nhưng giống hôm nay việc này thượng cũng là không tốt nhiều lời nói, chính là triệu thị nhất phái giờ phút này đều bế nhanh miệng không muốn nhiều lời nói hứa tại lâm môi lay động, nhìn về phía hứa thu minh nói, kia không biết ngươi tưởng như thế nào giải quyết. Hắn xem hứa thu minh, lại một lần nữa đánh giá này không dưỡng tại bên người con, làm hắn kinh ngạc là mấy ngày hôm trước đối hắn còn vẽ mặt ôn hòa một hàm như mộ loại tình cảm đứa nhỏ này trong mắt một mảnh lành lạnh, là tốt rồi giống như xem người xa lạ bình thường. Này nhận thức nhường hứa tại lâm tâm lột bột một tiếng, nói thật đến nay này bộ hắn cũng không đồng ý buông tha cho này con trai, hứa gia ở triều đình trầm mặc lâu lắm hắn cũng quá tứ cố vô thân nếu là có cái tiền đồ con trai của tự cẩm giúp đỡ vì sầu không thể trung hưng hứa gia nhưng hôm nay thiếu niên lan bộ dáng thế nào có một chút ôn nhu nếu là triệu thị chưa có tới này vừa ra hắn khả hội theo hắn hồi hứa gia đi hứa tại lâm không dám tin tưởng mà hứa thu minh thần sắc không hiểu nhìn hắn một cái ta chỉ cần hứa thái thái tự mình tới cửa xin lỗi hứa tại lâm sắc mặt cứng đờ, đúng thấy hổ thẹn. Triệu thị không được việc cũng là ngũ phẩm quan thái thái, nếu là tự mình đăng môn xin lỗi, hứa gia mặt gì tồn, trong nhà con cái sau này như thế nào nói được như ý hôn sự. Chính yếu là, hứa thu minh huynh đệ là hứa gia thứ tử, mẹ cả thượng thứ tử môn đạo khiểm, này quả thực là rối loạn cương thường. Hứa tại lâm khóe miệng giật giật, đúng rồi, hứa thu minh huynh đệ lại như thế nào, đều là hứa gia thứ tử, triệu thị là mẹ cả là trưởng bối, cho dù muốn bọn họ mệnh bọn họ cũng không nên phản kháng mới đúng. Thánh thượng, kỳ thật, việc này có ẩn tình. Hứa tại lâm đột nhiên xem hứa thu minh nở nụ cười tiếu nhiên sau đối thịnh đức đế nói. Thịnh đức đế nhìn diện mạo giống quá hai người, nhiều có hứng thú nói, hứa ái khanh không ngại nói nói xem. Hứa tại lâm hạ quyết tâm, nói. Kỳ thật, hứa thu minh huynh đệ lưỡng là ta hứa gia thứ tử. Cái gì? nhưng lại có chuyện như vậy. đang ngồi đại thần đều bị kinh ngạc, cho dù hai người trưởng giống lại đều họ cho bọn họ cũng không hướng này mặt trên lo lắng a. À, nhà ai hội ngốc đến đêm như thế trời cho đứa nhỏ mai một không muốn người biết còn giả bộ người xa lạ a, à, chớ không phải là ngốc đi. quả nhiên liên thịnh đức đế cũng tới rồi hứng thú. hứa tại lâm cũng không nói lam thị, chỉ nói lúc trước cũng là có ẩn tình. Thu Minh huynh trưởng chính là thần thứ tử bởi vì cùng mẹ cả bất kính bị trách phạt giận dữ dưới nhưng lại trộn đệ đệ trách kinh, nhiều năm đi qua có thế này trở về kinh. Thần vốn định chậm rãi cùng Thu nói rõ ra chân tướng, chậm rãi đánh mất hai cái hài tử trong lòng đề phòng, cũng không tưởng liền ra hôm nay việc. Hứa tại lâm nói xong quỳ rạp xuống đất, lão lệ tung hoành, thánh thượng, đều là thần dạy con vô phương cấp thánh thượng còn có các vị đại nhân thêm phiền toái A. Mọi người thần sắc khác nhau, nhưng cũng đối lời này tin vài phần dù sao hai người trưởng giống lại đều họ hứa mà hứa thu minh thần sắc không chút nào không có biến hóa trên mặt mang theo nhất quán ý cười nói hứa đại nhân lời này nhường hạ quan dở khóc dở cười trên đời diện mạo tương tự người dữ dội nhiều như nhân ta họ hứa lại vừa đúng cùng hứa đại nhân diện mạo tương tự liền nhận định ta vì hứa gia thứ tử không khỏi bất công hắn dừng một chút xem hứa tại lâm hào không ý kỵ Hạ quan cùng huynh trưởng thuở nhỏ khéo thông châu ngu sơn, đến hứa đại nhân trong miệng nhưng lại thành hứa đại nhân gia thứ tử. Vấn đề này từ lúc hắn vào kinh đi thi tiền liền cùng huynh trưởng đàm luận qua, thân thế vấn đề là không cần lo lắng, hắn mặc dù không biết sư phụ đến cùng có gì bản sự, nhưng cũng tin tưởng sư phụ có thể đem hai người thân phận an bày thỏa đáng. Cho nên nay đối mặt hứa tại lâm trong lời nói hắn chút không sợ hãi nhạ cũng không lo lắng, nhưng mà hắn này phân thông dông lại nhường mọi người bao gồm thịnh đức đế sờ không rõ ý nghĩ. Đương nhiên nếu là quả thực như hứa tại lâm theo như lời, như vậy đây là cùng nhau gia sự, là mẹ cả cùng thứ tử trong lúc đó mâu thuẫn, mà nếu là hai phương không có quan hệ, như vậy chính là hai cái thần tử trong lúc đó vấn đề, kia hứa tại lâm trong nhà thế tất muốn tỏ thái độ xin lỗi. Bất quá liền thịnh đức đế mà nói, hắn đương nhiên càng hy vọng là người sau, hắn xem trọng hứa thu minh, nếu là hứa thu minh quả nhiên là hứa gia nhân thì phải là triệu thị phe phái nhân, vậy đáng tiếc. Bất quá chuyện này cũng tốt làm, nhưng cẩm y vệ đi thăm dò xem một phen liền biết được, dù sao dựa theo hứa tại lâm theo như lời hứa thu minh huynh trưởng đưa hắn trọng đi khi đã mười mấy tuổi, một cái thân thế có thể gian lận nhưng cũng có thể lưu lại dấu vết. Thịnh đức đế hơi hơi thở dài, dương thủ phụ cũng hợp thời nói. Thánh thượng, việc này muốn ra nói nang cũng không nang, chỉ cần điều tra rõ hai người hay không có huyết thống quan hệ liền cũng biết là công việc vẫn là việc tư. Hắn hơi hơi trầm ngâm, nhìn hứa thu minh cùng hứa tại lâm liếc mắt một cái, chẳng qua, điều này làm cho ai đi thăm dò cũng là. Thịnh Đức Đế biết dương thủ phụ ý tứ, hứa tại lâm thuộc loại triệu thị nhất phái, triệu thị nhất mạch ở trong triều chiếm nhỏ nhoi, nanh vuốt không ít, nếu là tuyển nhân không đương kia chịu thiệt chính là hứa tại lâm, đến lúc đó lấy giả đánh tráo cho dù hứa thu minh huynh đệ không phải hứa gia nhân kia cũng rửa không sạch không riêng lần này phá cửa chi nhục muốn nhẫn hạ chính là sau này đều cùng hứa gia thoát không xong can hệ khi liền nhường cẩm y vệ đi thăm dò thịnh đức đế trực tiếp đã mở miệng cẩm y vệ là cái dạng gì tồn tại đang ngồi nhân không có người không biết được bất quá cũng đang là bởi vì cái dạng này người khác tài nói không nên lời cái gì Hứa Thu Minh vừa nghe trực tiếp quỳ xuống đất cùng thịnh đức đế nói lời cảm tạ, dù sao nếu là thịnh đức đế hạ quyết tâm mặc kệ, mà là nhường tam tư hội thẩm, nói không được hắn còn phải chịu thiệt. Mà cẩm y vệ trong lời nói hắn sẽ không lo lắng, cẩm y vệ vân mệnh cho hoàng đế một người, chỉ cần thánh thượng không thiên vị hứa tại lâm, như vậy đối hắn mà nói chính là công bằng. Huống hồ theo hắn biết, triệu thị nhất mạch nay ở trong triều hoành hành, đã chọc thánh thượng bất mãn, cho nên hắn một điểm cũng không lo lắng Thánh thượng hội Thiên vị hứa Tại Lâm. Khả Hứa Tại Lâm cảm giác còn có một chút dịu, hắn không biết Thánh thượng đối Triệu thị nhất mạch bất mãn, chỉ làm Thánh thượng thiên vị hắn đâu, dù sao hắn cùng với Hứa Thu Minh huynh đệ là phụ tử quan hệ không thể sửa đổi, tuy rằng đi qua mười mấy năm, khả huyết thống tình thân là cải biến không xong. Còn nữa nói, thật sự không được còn có lấy máu nhận thân vừa nói đâu vì thế thịnh đức đế đề nghị không người có dị nghị mà nhân sự tình không có điều tra rõ ràng hứa thu minh liên quan hứa tại lâm đều tạm thời ở lại trong cung chờ khi nào thì đã điều tra xong tài năng rời đi hứa tại lâm hoàn hảo dù sao ở trong cung nhận thức nhân cũng nhiều tùy tiện cá nhân liền có thể nói với hứa gia khả hứa thu minh nhận thức ít người a hơn nữa hắn nhận thức nhân lý còn chưa có nhân có thể ngồi vào này trong đại điện đâu cũng là đúng dịp lỗ vương tiến cung kỳ thật hắn cũng là nghe nói tướng trung con rể bị khi dễ có thế này tiến cung. Lỗ vương tuy rằng út ức nhát gan sợ phiền phức, khả không chịu nổi hắn sợ vương phi đau vương phi đau đứa nhỏ a vì thế liền ở vương phi cùng hoài dương quận chúa khóc chích chích trung tráng lá gan tiến cung. Vào cung sau khi nghe ngóng mới biết sự tình tạm thời cáo một đoạn, chỉ chờ cẩm y vệ tin tức. Vì thế lỗ vương liền đảm đương tính sử, tự mình hướng hứa thu minh trong nhà đi rồi một chuyến, nửa đường thời điểm lại nghĩ tới hai cái hài tử hôn sự còn chưa có tin tức, hắn chỉ cùng thánh thượng nói, còn không cùng hứa gia nói đi, nếu không thừa dịp lúc này một khối nói. Lỗ vương tưởng đỉnh Mỹ, khả đường đường vương gia nhập môn nhất lên không nhỏ phong ba. Cũng may hứa thu bạch bởi vì hôm nay việc này cũng không xuất môn, trên sinh ý chuyện đều giao cho Lý Diệu Tổ, nghe nói lỗ vương tới cửa đầu tiên là cả kinh, tiếp liền mang theo cả nhà già trẻ nên đón vương gia. Lỗ Vương không phải cái kênh kiệu nhân, dựa theo quy củ chào sau còn vui tươi hớn hở cấp ba cái tiểu tử lễ gặp mặt, chính là đến khi không chuẩn bị, liền đem tùy thân ngọc bội ban chỉ chờ vật cho tam đứa bé. Lỗ Vương xem hứa thu bạch một nhà chật chật khen ngợi, trách không được hứa tại lâm kia tên khốn gấp gáp nhận các ngươi đâu, nhìn một cái trưởng thật đúng giống, phỏng chừng trăm bác mười năm trước một cái tổ tông đi. Nghe hắn nói không có châm chọc chi ý, hứa thu bạch vợ chồng câu đều nở nụ cười không cần trăm tám mươi năm liền hiện tại cũng là một cái tổ tông xuất ra đâu nhưng này thân phận bọn họ là không tiếp thu mặc kệ là bây giờ còn là tương lai cũng không có thể nhận hứa thu bạch cảm tạ lỗ vương lại lo lắng hứa thu minh liền hỏi không biết tiểu đệ ở trong cung được hắn lo lắng hứa thu minh hận không thể thay thế hắn đi trong cung khả hắn chính là nhất giới thương hộ là không có tư cách vào cung loại này vốn nên huynh đệ lưỡng cùng nhau kháng thời điểm lại chỉ hứa thu minh một cái bán tên đầy tớ ở trong cung đối phó hứa tại lâm mà hắn lại cái gì đều không thể giúp thấy hắn mắc lộ ra tự trách chi ý lỗ vương cảm thấy cảm khái nhưng cũng đối này gia nhân tâm sinh hảo cảm như nói phía trước đáp ứng đem hoài dương gả đi lại kia cũng chỉ là hoài dương chính mình thích hứa thu minh mà vương phi cũng từ nữ nhi nhưng hôm nay xem này đối thân thiết anh trai và chị dâu lỗ vương tưởng thật cảm thấy đem nữ nhi gã tiến vào là cái không sai lựa chọn. Đều nói đừng khi thiếu niên cùng, hứa thu minh hiện tại tuy rằng chính là theo lục phẩm chức quan, khả hắn nay mới 10 ngủ đâu, quân không thấy này thư sinh 30 trung tiến sĩ cũng khoe một tiếng niên thiểu hữu vi, chờ thêm thượng mười mấy năm hứa thu minh tư lịch có, năng lực có, còn có hoàng đế đệ để giúp đỡ, khi còn có thể kém. Khụ khụ, lỗ vương ý thức được chính mình tưởng có chút xa, Mang tương trong cung tình hình nói cái rõ ràng, xem hứa thu bạch cùng hứa tại lâm có chút tương tự mặt, nhịn không được hỏi, các ngươi tưởng thật hứa tại lâm trong nhà không có quan hệ. Dung túng biết chút đệ đệ cùng hoài dương quận chúa quan hệ, hứa thu bạch lúc này cũng chỉ hơi hơi ngẩn đầu sau đó cung kính đáp lời, hứa là trăm bác mười năm trước là một nhà đi, chúng ta phụ thân họ hứa danh truyền vừa, ngu chân núi liệp hộ, cũng không có hứa đại nhân bản sự. Lỗ vương nghe xong sẽ tin ha ha cười nói. Ta đã nói hứa tại lâm kia kẻ bất lực sao có thể sinh ra hai cái tốt như vậy con thôi. Quả nhiên, thế nhưng nhìn hai người cùng hắn tưởng tượng đã nghĩ như vậy chủ ý, thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Hứa thu bạch mỉm cười không phản bác, xem như cam chịu hắn này cái nhìn, bất quá nhớ tới bên ngoài đối lỗ vương đồn đãi, hắn cảm thấy vẫn là trước phóng một bên nhi đi, tốt xấu là cái vương gia đâu, cũng là muốn mặt lỗ vương hảo tính nhẫn nại cùng hứa thu bạch thượng vàng hạ cám nói rất nhiều mắt xem xét đến cơm chiều điểm cũng không có đi ý tứ hứa thu bạch liền mở miệng giữ lại hôm nay cùng vương gia trò chuyện với nhau thật vui không bằng lưu lại uống chén nước rượu vừa nghe lời này nếu là người khác cũng liền chối từ sau đó cáo từ chạy lấy người khả lỗ vương thật sự là đàm khởi hưng lúc này vỗ đùi cười nói ta cũng nghĩ như vậy ta vừa rồi đều không không biết xấu hổ nói Hứa thu bạch vợ chồng. Bọn họ giống như phát hiện cái gì không được sự tình. Bất quá cũng may bọn họ cũng biết hứa thu minh ở trong cung an đều không hay có vấn đề, liền buông xuống. Hạ Uyển Du đau lòng hứa thu minh, biết được hắn an toàn có cam đoan sau liền chủ động đi thu xếp đồ nhắm. Hứa ra món kho là có sẵn, mặc kệ là thịt vẫn là tối lỗ đều làm một ít đi lại. Còn có gần nhất nàng nhàn rỗi không có việc gì chuyển lạc vịt bột cũng xiêm áo một mâm đang định khai tịch hạ vinh đến hạ vinh tự nhiên cũng là vì hứa thu minh chuyện đến biết được lỗ vương ở chỗ này cũng không tính là kinh ngạc biết nghe lời phải vào tịch ba người nói nói cười cười được không náo nhiệt tam đứa bé bới ở cửa nghe lén nhị bảo vuốt đầu nói ta động cảm thấy nhị thúc có chút đáng thương đâu đại bảo cũng nhíu mày cũng không hắn một người ở trong cung đâu nghe nói trong cung có trứng thối chuyên môn khi dễ nhân Tam Bảo ghét bỏ rời xa hai cái ca ca, hai người ngu xuẩn biết cái gì, nhị thúc tài không có việc gì đâu. Bất quá hắn cũng không rõ vì sao nhị thúc tiến cung còn chưa có trở về. Hạ Uyển Du một cái bất lưu thần đã không thấy tâm hơi tam con trai, vừa nhấc mắt xem xét thấy bọn họ ba cái quyệt môn nằm sấp cửa nghe lén, lúc này tiến lên một tay xoay một cái lỗ tai cấp tha đi rồi. Tam con trai. Chỉ cần túng trụ tam bảo cùng đại bảo, nhị bảo liền ngoan ngoãn đi theo mà ở trong cung hứa thu minh cũng có chút lo lắng, hắn không ở nhà ba cái cháu tưởng hắn động làm. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 68 68 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 68 68 tam đứa bé cũng chỉ là đáng thương nhà mình nhị thúc một chút liền buông xuống, mà trong phòng uống rượu ba người cũng trò chuyện với nhau thật vui, nếu không có bối phận cùng thân phận có khác lỗ vương đều muốn cùng hai người kết bái bất quá cũng may hắn kịp thời nghĩ đến nhà mình khuê nữ chỉ có thể kiềm chế hạ như vậy tâm tư uống rượu hơn tráng nhân đảm nói xong nói xong hứa thu bạch đã nói khởi năm đó cùng hạ bình châu uống rượu kết quả thú hồi mỹ kiều nương chuyện đến trên mặt tự đắc cùng vừa lòng tàn đều tàn không được hạ vinh đầu một hồi nghe thế sự còn chỉ cho là bà mối hòa giải không nghĩ tới đúng là hắn cha tham rượu đem muội tử cho phép đi ra ngoài, cũng mất đi hứa thu bạch là tốt, bằng không lão hai khẩu còn không ruột hối thanh. Cửu huynh. Hứa Thu Bạch nói xong chỉ thấy Hạ Vinh ánh mắt không tốt theo dõi hắn, đột thấy có chút không ổn. Chỉ thấy Hạ Vinh cười lạnh một tiếng, nói, ta nhưng lại không biết còn có việc này. Lúc ban đầu muội muội Hứa Cấp Chu Bỉnh Hoài thời điểm Hạ Vinh còn có chút bất mãn, quả thật Chu gia nhị lão không phải dễ đối phó khả chu bỉnh hoài lại khó được là người tốt khi đó hắn mặc dù không lớn đồng ý khả cuối cùng cũng điểm đầu khả sau này đột nhiên nghe được muội muội bị từ hôn lại đính hôn hắn lúc trước hận không thể lập tức về nhà cũng may muội muội sau này viết thư thuyết minh ngọn nguồn cũng nhường hắn thoáng yên tâm đợi cho về nhà cũng là muội muội xuất cắt là lúc nhìn hứa thu bạch tuấn tú lịch sự khó được ngay thẳng nhân vật trong lòng cũng nhận rồi cửa này hôn sự cũng không tưởng vài năm sau nhưng lại mới biết được lúc trước có việc này Hạ Vinh đối hứa thu bạch không ý kiến gì, nhưng đối nhà mình cha cảm giác liền một lời khó nói hết, thành thật quốc ức cả đời nam nhân khó được kiên cường một hồi đúng là tấp khuê nữ định cái việc hôn nhân. Cũng may không hữu hảo tâm làm chuyện xấu, Hạ Vinh trong lòng không được tự nhiên một hồi cũng sẽ không rối rắm. Mà hứa thu bạch tắt xem so với chính mình còn nhỏ 2 tuổi cửu huynh này phó bộ dáng, trong lòng cũng là rối rắm dị thường. Hoàng hảo lỗ vương không hiểu được hai người miêu ngấy, uống rượu uống tận hứng uống đến cao hứng hơn nữa nghe hứa thu bạch kia nói lúc này vỗ hứa thu bạch bả vai nói năm đó nhạc phụ ngươi uống lên rượu đem nhà mình khuê nữ hứa cho ngươi hôm nay ta cũng học học đem nhà ta hoài dương hứa cấp hứa thu minh thế nào dù là trước đó đối hoài dương quận chúa cùng hứa thu minh chuyện có chuẩn bị khá vậy không nghĩ tới sẽ bị lỗ vương như vậy đề xuất hứa thu bạch có chút dở khóc dở cười hắn còn tưởng này hôn sự lấy lỗ vương phủ địa vị sẽ làm thánh thượng tứ hôn đâu, nơi nào nghĩ đến lỗ vương sẽ trực tiếp học hắn nhạc phụ đến như vậy nhất chiêu. Một bên Hạ Vinh cũng vui vẻ, uống lên rượu mặt có chút hồng, hoặc nhìn cùng Hạ Uyển Du càng thêm tưởng tượng. Hứa Thu Bạch lắc đầu bật cười. Lỗ Vương còn chờ Hứa Thu Bạch trả lời thuyết phục đâu, thấy hắn lắc đầu tưởng không đồng ý, lúc này có chút giận, ánh mắt trừng lão đại, bất mãn nói. Thế nào, ngươi không đồng ý các ngươi chướng mắt chúng ta lỗ vương phủ lỗ vương miệng tuy rằng năng lực kỳ thật cũng có chút bực mình hắn mấy năm nay vì nhất đại gia tử ở bên ngoài muốn trang yếu đuối nhát gan còn phải nhường hoàng đế đệ đệ không kiên kỵ dễ dàng sao hắn bất quá thanh danh tuy rằng khó nghe nhưng ai dám nói hắn lỗ vương phủ xuất ra cô nương không tốt hứa thu bạch thấy hắn tưởng tả vội vàng xua tay nói không phải ý tứ này cửa này hôn sự chúng ta cầu còn không được ta còn cảm thấy nhà ta thu minh không xứng với quận chúa đâu bởi vì nói chuyện với lỗ vương tự tại lỗ vương cũng không phải bắt tiểu tiết nhân liền không cần dùng thảo dân hai chữ nguyên lai là như vậy lỗ vương yên tâm cười nói ta nói xứng thượng liền xứng thượng đã lỗ vương đều đánh nhịp hứa thu bạch cũng không phải ngại ngùng người lập tức liền ứng cửa này việc hôn nhân bất quá quan bọn họ lén nói định không được thế nào cũng phải thỉnh cái đức cao vọng trọng người giúp đỡ đi cầu hôn mới là hai bên trái nhà nói định lỗ vương cảm thấy mỹ mãn lại rượu chân cơm no phút cuối cùng lúc đi còn hỏi nói nghe nói hứa thái thái hội những rượu nho nhà ta vương phi đáng mừng hoang vừa nghe lời này còn có cái gì hảo nói hứa thu bạch làm cho người ta đề cập qua đã sớm chuẩn bị tốt bình rượu lúc này liền đưa cho lỗ vương lỗ vương thấy hắn thượng đạo phi thường cao hứng vỗ vỗ bờ vai của hắn liền đắp gã sai vặt bả vai đi ra ngoài đến đại môn chỗ nhìn thoát phá đại môn lỗ vương hừ một tiếng việc này cũng không hoàn hắn nói chuyện gì hứa thu bạch tự nhiên minh bạch lỗ vương xem bất quá mắt là vì hoài dương quận chúa nhưng này đại môn là hứa gia làm hứa gia nhân hắn đương nhiên không thể nhận không quốc khí đương nhiên không hoàn hứa thu bạch thản nhiên nói lỗ vương gật gật đầu lên xe ngựa thừa dịp bóng đêm vừa vặn hướng lỗ vương phủ mà đi. Hạ Vinh đi ở phía sau chờ lỗ vương xe ngựa đi rồi cũng cáo từ rời đi. Bọn người đi rồi, hứa thu bạch cũng mang theo một thân mùi rượu trở về phòng, liên miên lại nhảy nói với Hạ Uyển Du khởi đêm nay việc. Hạ Uyển Du dở khóc dở cười, vốn là thảo luận hứa thu minh sự tình, nay đổ thành trao đổi hứa thu minh hôn sự. Bất quá xem bọn hắn đều đối hôm nay hứa thu minh sao đang nghe thấy cổ việc không lo lắng, chỉ biết bọn họ là có tính toán trước, liền cũng không nghĩ nhiều, cấp hứa thu bạch đánh thủy, chiếu cố hắn rửa mặt vợ chồng lưỡng có thế này thượng kháng. Bọn họ một đêm ngủ yên, khi đầu hứa gia lại tạc nồi. Hứa tại lâm tiến cung một đêm chưa về, mang tính nhân chỉ nói hứa đại nhân ở sự tình chưa điều tra rõ phía trước không được rời cung. Mà triệu thị cũng bởi vì dẫn người đánh tạp hứa thu minh gia đại môn bị cẩm y vệ mang đi. Hứa minh viễn trong lòng căm tức, đối chính mình nương liều lĩnh sinh khí đồng thời lại oán hận hứa thu minh huynh đệ vốn là một nhà thân nhân có cái gì nói không thể hảo hảo nói thế nào cũng phải náo đại náo đến thánh thượng trước mặt đi như thế rất tốt mãn kinh thành nhân đều chờ xem hứa gia chê cười mà hứa như vân cũng có chút lo sợ bất quá trên mặt của nàng tràn đầy hồng ngực đáp xấu hổ cho gặp người chỉ giữa trưa nghe chỉ thời điểm lộ mặt cẩm y vệ mang đi triệu thị thời điểm liên môn đều không ra mà hứa gia lão thái thái ở hứa tại lâm bị chiêu tiến cung thời điểm liền khí tóc hôn, đợi đến tri huyện tình không rõ ràng phía trước không thể ra cung sau, trực tiếp mắt nhắm lại hôn mê bất tỉnh. Hậu viện không có chủ sự người một mảnh làm ầm ĩ, hứa tại lâm mấy phòng tiểu thiếp vừa nghe việc này trong lòng lo sợ, không khỏi ăn ý thu thập gói đồ, chỉ chờ có cái gì nguy hiểm là tốt rồi đề thượng liền chạy lấy người. Chờ hứa lão thái thái lại tỉnh lại thời điểm đã là nửa đêm, lão thái thái năm kỷ đại, nghĩ đến con liền khóc không được chờ hừng đông sau khiến cho nhân bị xe ngựa sớm hướng hứa thu minh trong nhà đi hứa lão thái thái nghĩ nàng lúc trước nhưng là không hãm hại qua hai huynh đệ a nàng tốt xấu là hai người thân tổ mẫu bọn họ tổng không đến mức liên điểm ấy tình cảm cũng không cho nàng đi nhưng mà lý tưởng thực đầy đặn sự thật thực cốt cảm hứa lão thái thái đến hứa gia trước cửa liên đại môn đều không có thể đi vào đi hạ nhân nói thật không phải với lão thái thái, nhà ta lão gia cùng thái thái hôm nay sáng sớm phải đi ngoài thành bảo tướng tự. Hứa lão thái thái vừa nghe còn có cái gì không rõ, nhân gia đây là không muốn gặp ngươi đâu. Lão thái thái chỉ có thể bất đắc dĩ trở về phủ, kinh hồn tán đảm chờ đợi sự tình kết thúc. Chờ thêm một ngày, triệu gia bên kia người tới vụn trộn đối hứa minh viễn nói ngày đó sự tình trải qua, hứa minh viễn vừa nghe liền yên tâm cẩm y vệ xuất động đi thăm dò kia hai người thân phận kia còn có cái gì nói dù sao kia hai người nhưng là thật hứa gia nhân cái dạng gì sơ hở cẩm y vệ thu không được nha không riêng hứa gia nhân như vậy nhận vì chính là kinh thành những người khác gia cũng nghĩ như vậy chẳng qua bọn họ tò mò hơn là hứa thu minh đến cùng có phải hay không như hứa tại lâm theo như lời là hứa gia nhân bất quá hứa thu bạch vợ chồng nhưng là thực không thế nào lo lắng nên ăn ăn nên uống uống dường như hứa thu minh tiến cung chính là mấy ngày du mà không phải đi cáo ngự trạng cẩm y vệ hành động nhanh chóng hơn nữa thông châu bản thân cách kinh thành không xa liên đi mang về đến điều tra rõ sự tình chân tướng cẩm y vệ chỉ dùng ba ngày thời gian ba ngày thời gian đối hứa tại lâm mà nói có chút gian nan dù sao hắn chính là ngũ phẩm quan liền ngay cả vào triều tư cách đều không có càng đừng nói thời gian dài ở trong cung lưu lại cũng không biết thịnh đức đế như thế nào tưởng thế nhưng đem hứa tại lâm cùng hứa thu minh đồng thời an bày ở tại thiên điện. Không gì ngoài thứ nhất trễ có người xem ngoại, ngày thứ hai liền không có người quan tâm hai người. Hứa tại lâm xem như tùng thiếu niên, trong lòng tiếc hận, này nếu là hắn con trai trưởng nên thật tốt. Đáng tiếc là cái thứ tử, nay vẫn là cái không nghe lời thứ tử. Thu Minh, chúng ta vài ngày nay tình cảm đều là giả. Hứa tại lâm nhìn chầm chầm hứa Thu Minh, Ý đồ từ trên mặt hắn phát hiện một tia đối phụ thân lưu luyến. Đáng tiếc Hứa Thu Minh từ nhỏ liền không biết phụ yêu là cái gì, hắn càng nhiều thể hội là huynh trưởng yêu thương, lúc này nhìn Hứa Tại Lâm giả vờ giả vịt bộ dáng, trong lòng chỉ cảm thấy ghê tởm, hắn cười lạnh một tiếng nói, trước kia là hạ quan mắt vụng về, nhưng lại không biết Hứa đại nhân là như thế người, nếu sớm biết Hứa đại nhân là như vậy nhân, hạ quan ở như thế nào cũng không thể cùng Hứa đại nhân đi thân cận vừa nghe hắn hối hận cùng hắn quen biết quan hệ hảo hứa tại lâm có chút khó chịu thu minh nói như thế nào chúng ta cũng là ruột thịt phụ tử thế nào cũng phải làm cho mọi người đều biết không thể hắn nói xong có chút đau lòng lắc đầu nói tuy rằng vi phụ mấy năm nay đối với ngươi sơ cho quản giáo nhưng này cũng không phải vi phụ tưởng a à, nếu không có ngươi nhị ca đem ngươi trộn đi ngươi phải là sinh trưởng ở hứa gia được đến rất tốt cuộc sống nghe hắn luôn miệng không phải hắn lỗi Đem sở hữu sai đều đổ lên Hứa Thu Bạch trên người, Hứa Thu Minh cười lạnh một tiếng nói: "Hạ quan không biết Hứa đại nhân thế nào cũng phải nói hạ quan cùng huynh trưởng là người Hứa gia nhân là ý gì?" Ngày đó ở thánh thượng trước mặt hạ quan cũng nói rành mạch, ta huynh đệ hai người cùng Hứa đại nhân không hề quan hệ, còn thỉnh Hứa đại nhân nói chuyện chú ý đúng mực. Hắn nói ngôn chi chuẩn xác, ngậm miệng không tiếp thu hắn này sinh phụ, nhưng Hứa Tại Lâm trong lòng căm tức dứt khoát cẩm y vệ thần thông quảng đại, không ra mấy ngày biến hội điều tra ra chân tướng, đến lúc đó chịu thiệt đã có thể không là bọn hắn hứa gia. Hứa tại lâm hừ một tiếng, lúc trước ngươi cùng ta giao hảo, ta còn nói ngươi là có tâm hồi hứa gia, nay xem ra là không ý tứ này, kia cũng đừng trách ta không màn phụ tử loại tình cảm. Đón ánh mắt của hắn hứa thu minh ánh mắt thanh minh mà lại kiên định, chúng ta phi phụ tử, tại sao phụ tử tình? Ta phụ vì ngu chân núi nhất liệp hộ, khả phi cái gì mệnh quan triều đình." Hứa Thu Minh nói xong liền hướng bên cạnh đi, cùng Hứa Tại Lâm như vậy tiểu nhân đồng thất mà cư hắn đều cảm thấy ghê tởm, càng đừng nói như người như vậy làm phụ thân của hắn. Người như vậy thật đúng không xứng." Cẩm Y vệ hành động nhanh chóng, hơn nữa Thông Châu bản thân cách kinh thành không xa, liền đi mang về đến điều tra rõ sự tình chân tướng, Cẩm Y vệ chỉ dùng 3 ngày thời gian thịnh đức đế lại lần nữa sốt ruột nội các đại thần, lại đem hứa thu minh cùng hứa tại lâm hai người kêu lên đường, đương trường tuyên cáo điều tra kết quả. Làm hứa tại lâm khiếp sợ là, hứa thu minh cùng hứa thu bạch nhưng lại không phải con hắn. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 69 69 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 69 69 đối với sự tình chuyện thực, Hứa Tại Lâm là tình thế nhất định không có khả năng làm lỗi, hắn thiết tưởng nhất vạn lần Hứa Thu Minh cầu xin hắn hình ảnh, lại vạn không nghĩ tới sẽ là như vậy đáp án. Năm đó Lam thị theo hắn thời điểm là tấm thân xử nữ, cả đời chỉ hắn một người nam nhân, việc này không thể nghi ngờ, còn nữa nói hai cái hài tử tướng mạo cùng hắn đều có chút tương tự, hơi chút biết điểm nội tình nhân cũng đều cảm thấy Hứa Thu Minh lần này chọc đại họa nhưng hôm nay cẩm y vệ điều tra kết quả thế nhưng là như vậy. Hứa tại lâm thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết đến. Hắn mạnh mẽ kiềm chế hạ trong lòng khiếp sợ, ông ngực trung trung nói, Hoàng thượng, điều đó không có khả năng a, à, bọn họ làm sao có thể không là con ta. Điều này sao có thể a? À? Thịnh đức đế khóe miệng mang cười, ý cười cũng không đạt đáy mắt, không đáp hỏi lại, hứa đại nhân đây là không tin nhậm cẩm y vệ hứa tại lâm trong lòng lột bột một tiếng, cẩm y vệ không thuộc loại gì phe phái, chỉ nghe mệnh cho hoàng thượng, nay hắn như thừa nhận không tin cẩm y vệ, đó không phải là không tín nhiệm hoàng thượng. Vi thần, vi thần. Hứa tại lâm trên mặt ra mồ hôi lạnh, quỳ trên mặt đất một tiếng cũng nói không nên lời. Thịnh đức đế xem cũng không xem hắn liếc mắt một cái, quay đầu đối dương thủ phụ nói, việc này đã điều tra rõ, phía dưới liền giao cho dương các lão. Dương các lão đứng dậy cười nói, đây là Vi Thần phân nội chuyện. Kỳ thật trong lòng hắn cũng kỳ quái, chính là Cẩm Y vệ đều nói không phải phụ tử, vậy tính bọn họ là phụ tử nay cũng là không quan hệ hệ người. Thịnh Đức Đế Công Đạo Hoàng bước đi, dù sao Hoàng thượng nhật lý vạn ki, sao có thể vì như vậy việc nhỏ lãng phí chắc chắn thời gian. Dương các lão xem hứa tại lâm nói, không biết hứa đại nhân nay còn có gì nói hứa tại lâm trước kia thẳng thắng lưng này cũng sụp đi xuống, thanh âm đều tràn ngập vô lực, vi thần cái này trở về nhường tiện nội tự mình đi hứa trạng nguyên phủ thượng đạo kiểm. Co được giảng được hảo dạng. Dương các lão gật gật đầu, lại nói, chuyện này nhanh chóng đi. Nói xong lại đối hứa thu minh nói. Hứa trạng nguyên đối việc này nhưng còn có khác ý tưởng. Hứa thu minh lắc đầu, chỉ nói kiểm là đủ. Chỉ nói kiểm có thể nhường hứa gia lăng nhục, nơi nào còn dùng khác. Sự tình kết liễu, Hứa Thu Minh cũng đứng thẳng thân thể đi theo những người khác phía sau xuất môn, Hứa Tại Lâm ở phía sau vị trí vô cùng đau đớn xem Hứa Thu Minh, các ngươi liền như vậy hận ta Hứa gia. Hứa Thu Minh liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói, lời này nên hạ quan hỏi Hứa đại nhân mới là, ta Hứa gia cùng ngươi Hứa gia ngày xưa vô oan ngày gần đây vô cừu vì sao sẽ làm Hứa Thái Thái dẫn người tạp nhà ta đại môn. Ngươi hứa tại lâm mặt nghẹn đỏ bừng, ngươi cái bất hiếu tử. Hứa thu minh cười khẽ, hứa đại nhân chớ không phải là đã quên, vừa mới cẩm y vệ đại nhân cũng xác nhận chúng ta huynh đệ hai người không có quan hệ gì với hứa gia đâu, hứa đại nhân nghẽn ngãn. Nói xong hứa thu minh mại nhẹ nhàng bước chân bước đi, hắn còn vội vã về nhà đâu, thế nào có rảnh rỗi cùng hắn nói mò. Mặt sau hứa tại lâm khí cả người phát trung lại không thể nề hà, lại không biết trung gian xảy ra chuyện gì, nhưng lại khiến cho cẩm y vệ ra ra như vậy kết quả về nhà không kịp rửa mặt chải đầu liền nghe được hứa lão thái thái té xỉu tin tức hứa tại lâm vội vàng nhìn hứa lão thái thái hứa lão thái thái tỉnh lại lão lệ tung hoành ta hứa gia tạo cái gì nghiệt a à, thế nào liền ra chuyện như vậy hứa lão thái thái trong lòng kỳ thật là oán hận nàng oán hận triệu thị không biết cái gì cấp hứa gia trêu chọc mầm tai vạ oán hận triệu thị năm đó vì sao liền dung không kế tiếp lam thị, nay càng oán hận hứa thu minh huynh đệ lưỡng không có một chút cốt nhục tình thân. Hứa tại lâm trên mặt cũng không dễ nhìn, cắn răng nói. kia hai cái tiểu súc sinh, thế nhưng muốn triệu thị tới cửa xin lỗi, ta hứa gia thể diện đều mất hết. Cái gì? Hứa lão thái thái kinh ngạc, không dám tin, bọn họ thế nhưng, thế nhưng như thế vũ nhục ta hứa gia. Nơi này chẳng lẽ không đúng bọn họ gia sao, bọn họ thế nào có thể. Ở lão thái thái trong lòng mặc dù hai huynh đệ rời đi hứa gia, kia hứa gia cũng là bọn hắn căng, sau này hai người có khó chịu hứa gia còn có thể ngồi xem mặt kệ. Nhưng hôm nay hai nhà xé rách da mặt, sau này chính là thấy phỏng chừng cũng chỉ có thể làm bộ như không biết. Hứa tại lâm chua xót cười, nương, đã nhiều ngày ta nên khuyên đều khuyên, nên đều nói, khả thu minh kia đứa nhỏ, là quyết tâm cùng hắn ca một lòng nha. Hứa lão thái thái kích thích trong tay một châu, trong mắt có phẫn hận, ta coi đại cái kia nhưng là cùng hắn ngoại tổ gia có chút tương tự, đây là hận thượng nhà chúng ta, này tiểu nhân lúc đi nhỏ như vậy có thể biết cái gì, còn không phải bị đại này xúi dục. Nghe xong lời này hứa tại lâm gật gật đầu, hắn cũng tán thành lời này. Khả trước mắt còn phải nhường triệu thị tới cửa nhận lỗi mới là, mặc kệ như thế nào, là không có quay về đường sống. Hứa lão thái thái nói, Người này tức phụ cũng nên quản quản, nhìn một cái hảo hảo một cái da đều thành bộ dáng gì nữa, năm đó nàng như rộng lượng một ít, cấp kia mẫu tử lưu điều đường sống nào có hiện tại này chuyện phiền toái, chúng ta hứa gia cũng có thể ra cái trạng nguyên. Hứa tại lâm cũng tán thành, dù sao hứa gia là người đọc sách gia, khả tổ tiên 18 đời cũng không có trạng nguyên đâu. Chờ triệu thị trở về ta khiến cho nàng đi nhận lỗi. Hứa tại lâm ảo não nói, Năm đó hắn nếu là nhiều chiếu cố một ít có phải hay không cũng sẽ không có như vậy kết quả. Hứa thu minh tiếng cung cáo trạng việc hứa thu bạch vợ chồng cũng chỉ là mở đầu lo lắng một chút, mặt sau biết không hội có vấn đề cũng liền không thèm nghĩ nữa, nên làm cái gì thì làm cái đó, cho nên hứa thu minh trở về thời điểm trong nhà thế nhưng chỉ có tam đứa bé. Theo tam bảo nơi đó biết được hứa thu bạch sắp tới bề bộn nhiều việc bề bộn nhiều việc, bận đến bọn họ đều rất ít nhìn thấy, bọn họ nương cũng bề bộn nhiều việc mỗi ngày không phải đi vương phủ chính là đi đâu cái phu nhân gia, cũng mặc kệ đi đâu cũng không chịu dẫn bọn hắn. Đối này tam đứa bé oán niệm thâm hậu, đáng tiếc bọn họ nương ác hơn tâm, nói bọn họ là nam nhân, không thích hợp tham gia nữ nhân trong lúc đó tụ hội. Tam đứa bé liền đi tìm cha, bọn họ cha càng quá đáng, nói bọn họ quá nhỏ, mang theo suốt môn vướng chân vướng tay. Trực tiếp đưa bọn họ quăng cho Thúy Nha xem. Khả Thúy Nha bận quá, trong phủ sự tình nàng đều phải trông giữ vì thế tam đứa bé cũng chỉ có thể chính mình chơi hoàn hảo hứa thu minh đã trở lại vì thế hứa thu minh liên rửa mặt chải đầu đều không rửa mặt chải đầu đã bị tam đứa bé cướp đi bồi bọn họ đi chơi chờ hạ uyển du trở về nhìn thấy chính là hứa thu minh còn mặc lúc đi quần áo đang ở hậu viện cùng tam đứa bé nhảy dây đâu ân ừ, nhảy dây tam đứa bé thật sự là rất nhàm chán liên tiểu cô nương gia ngoạn ý đều bắt đầu chơi thậm chí còn tưởng làm cái gà mau kiện tử làm cho bọn họ tiểu thúc cùng bọn họ cùng nhau ngoạn đâu. Hứa Thu Minh nhìn thấy Hạ Uyển Du tựa như thấy cứu tinh, bận triều Hạ Uyển Du vương xin giúp đỡ tay, Hạ Uyển Du dở khóc dở cười đưa hắn giải cứu ra, có thế này có công phu hồi ốc tắm rửa thay quần áo. Không biết hắn rời đi sau tam đứa bé thấu ở cùng nhau nói bọn họ nhị thúc nói bậy. Đại bảo. Nhị thúc trên người hảo thối. Nhị bảo ghét bỏ bịt mũi tử, nhị thúc tóc cũng có hương vị bất quá hắn là ta nhị thúc ta liền nhìn xuống tam bảo ghét bỏ xem hai mắt lưỡng ngốc ca ca nhị thúc trên người mặc dù là có hương vị cũng không thể nói bằng không cho rằng chúng ta ghét bỏ hắn nên làm cái gì bây giờ hạ uyển du tổng cảm giác nàng tam con trai hảo không biết xấu hổ làm sao bây giờ hứa thu minh xuất ra sau liền nói với hạ uyển du toàn bộ quá trình cùng kết quả hạ uyển du cười nói như vậy cũng không sai lầm rồi, cũng đủ bọn họ mất mặt. Nghe vậy hứa thu minh cũng cười, trên mặt rốt cục lộ ra thiếu niên nên có sắc mặt vui mừng, hứa tại lâm còn tưởng uy hiếp ta đâu, chật chật. Hai người đang nói hứa thu bạch đã trở lại, bận rộn mấy ngày rốt cục có khởi sắc, chỉ chờ qua vài ngày đưa cho triệu thị một phần đại lễ. Tự nhiên hứa thu bạch đã trở lại, hứa thu minh còn nói một lần, thần sắc gian không có mỏi mệt cùng không tha, nhưng là hơn vài phần thả lỏng tự tại tẩu tử ta đói bụng hứa thu minh nâng bụng cười nói ngươi không biết mấy ngày nay ở trong cung ăn một điểm cũng không ngon miệng so với tẩu tử tay nghề kém xa kỳ thật hiện tại hạ uyển du cũng rất ít xuống bếp bất quá nghĩ hứa thu minh lần này bị ủy khuất liền ứng xuống dưới chờ tẩu tử cho ngươi đi làm ăn ngon ngày thứ hai hạ uyển du đẩy hoài dương quận chúa mời hơn nữa rõ ràng nói cho đối phương muốn ở trong nhà chờ hứa thái thái tới cửa xin lỗi ai biết đến chạng vạn hạ uyển du đều không chờ đến hứa thái thái không những như thế liên tới cửa thiệp mời đều không tiếp đến liên tục mấy ngày hạ uyển du một nhà đều không chờ đến triệu thị hứa thu minh cười tủm tỉm nói hứa thái thái đây là không nghĩ đến a à, không có chuyện gì nàng sẽ đến hứa thu minh ra cửa cũng không biết hắn đi nơi nào đến ngày thứ hai triệu thị liền trịnh trọng đệ bái thiếp. Hạ Uyển Du vui vẻ, sớm tới chậm đến đều đến, thật sự cho rằng giả ngu có thể tránh được một kiếp. Tưởng cũng quá mỹ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 70 70 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 70 70 triệu thị vài ngày nay qua cũng không tốt, từ lúc bị cẩm y vệ mang đi thẩm vấn, mặt nàng mặt liền mất hết, này quả thực là nàng vô cùng nhục nhã. Không riêng mất hết hứa gia thể diện, liền ngay cả nhà mẹ để triệu thị bộ tộc thể diện cũng cùng mất hết. Tuy rằng cuối cùng bị hoàn hảo không tổn hao gì đuổi về hứa gia, khả triệu thị đầu cũng nâng không dậy. Không cần nghĩ cũng biết, bên ngoài nhân còn không biết thế nào bố trí nàng đâu. Kiêu ngạo dẫn người đánh tạp mệnh quan triều đình đại môn, nhục mạ mệnh quan triều đình, còn có hứa tại lâm nói hứa thu minh huynh đệ là bọn hắn hứa gia nhân đợi chút này đó đều muốn hứa gia thôi thượng phong đầu lãng tim vừa trở lại hứa gia nên đón nàng không phải trượng phu săn sóc quan tâm mà là một cái vang dội bạc tai triệu thị nguyên bản uể oải tinh thần một chút đứng lên hứa tại lâm ngươi dựa vào cái gì đánh ta hứa tại lâm ở trong triều bị nhân cười nhạo lăng nhục hắn cảm thấy này hết thảy đều là triệu thị gây nên nếu không phải nàng hắn hội cùng hứa thu minh nước ấm nấu ít sớm muộn gì có một ngày có thể phụ tử lẫn nhau nhận thức thành tựu một đoạn giai thoại. Nay có thánh thượng nhúng tay có cẩm y vệ điều tra, cho dù tất cả mọi người biết hứa thu minh huynh đệ là hắn con trai của hứa tại lâm kia cũng là vô dụng. Từ nay về sau hứa thu minh hết thảy vinh quang đều không có quan hệ gì với bọn họ. Hứa tại lâm ngẫm lại này đó liền cảm thấy đau lòng, mà nhìn đến triệu thị tắc càng thêm phẫn nộ. Đánh ngươi lại như thế nào, ngươi cái tan môn tinh. Hứa Tại Lâm nghiến răng nghiến lợi. Triệu thị bụng mặt hừ một tiếng, trợn mắt nhìn, ta tan môn tinh. A. À, nàng chỉ vào Hứa Tại Lâm cái mũi mắng, vô dụng ta Triệu thị bộ tộc ngươi còn chính là cái cùng hàng Lâm đâu, này tòa nhà, này đó hầu hạ ngươi tôi tớ, còn có kia một phòng tiểu tiện nhân, ngươi cho là bằng ngươi Hứa gia có thể có được. Nghe được nàng phản bác, Hứa Tại Lâm bị kìm hãm, đích xác hứa gia vô dụng triệu thị chỉ sợ còn ở tại kia tiếng tiểu trong nhà đâu, hắn chỉ sợ vẫn là cái thất bại tiểu hàng lâm đâu. Chính là đây là hắn cả đời không muốn đề cập việc, nay bị triệu thị vạch trần, hứa tại lâm vô dụng ấy nấy, chỉ có hổ thẹn. Hứa tại lâm ánh mắt vi tránh, nay nói chính là ngươi dẫn người phá cửa việc. Thông qua cẩm y vệ sở một hàng, triệu thị kỳ thật cũng lo sợ, hãy nhìn hứa tại lâm này phó thiện không bỏ qua bộ dáng, nhưng là kích khởi nàng lửa giận đến, ta tạp thì đã có sao, ta là bọn hắn mẹ cả, chính là tạp bọn họ cũng phải chịu. Nghe vậy, hứa tại lâm tự dễu cười, cái gì con ta, nay không phải. Triệu thị ngẩn ra, mạnh miệng nói, huyết mạch tình thân tại kia bãi, nhất ra liền biết. Hứa tại lâm cười khổ, cũng nhớ không nổi mắng triệu thị, hoàng thượng nói không phải sẽ không đúng rồi. Nay còn có cái gì không rõ rõ ràng thánh thượng thiên vị hứa thu minh, bạch nói là hát, người khác còn dám phản bác không phải. Triệu thị trên mặt ngượng ngùng nói, kia nay. Đăng môn xin lỗi. Hứa tại lâm lạnh lùng nói. Triệu thị vừa nghe kinh ngạc dưới trực tiếp cự tuyệt. Điều đó không có khả năng. Nhưng nàng đi cấp tiểu tiện nhân sinh tiện loại xin lỗi, còn không bằng giết nàng đến thống khoái, nàng là triệu gia nữ, nàng là hứa gia cưới hỏi đàng hoàng đương gia thái thái, nhưng nàng đi cấp thiếp sinh con xin lỗi a à, thế nhưng như thế nhục nhã nàng nàng thái độ hứa tại lâm đã sớm dự đoán được bất quá thánh thượng cấp ra quyết đoán không đi không được hừ này cũng không phải là chúng ta định đoạt triệu thị tuy rằng kinh ngạc lại đánh có thể tha liền tha chủ ý chỉ từ chối ở cẩm y vệ sở bị kinh hách trở về phòng triệu thị này nhất dưỡng chính là mấy ngày luôn luôn không đề đi hứa thu minh trong nhà nhận lỗi việc Thời kỳ Hứa Tại Lâm thúc giục vài lần, Triệu thị đều bất vi sở động, hơn nữa Hứa Thu Minh bên kia cũng không có gì tỏ vẻ, Hứa Tại Lâm liền giả tâm vờ điếc ý đồ đem chuyện này hồ lộng đi qua. Ai biết qua không mấy ngày Triệu thị nhà mẹ đẻ Tam Đệ muội đột nhiên tới cửa. Muốn nói Triệu thị bộ tộc thịnh vượng, khá vậy nói là Triệu thị đích chi, cố tình Triệu thị vì Triệu gia chi nhánh, cùng đích chi đã cách một tầng triệu thị gả cho hứa tại lâm sau triệu thị nhà mẹ đẻ cũng xử khí lực nhường đích chi giúp hứa tại lâm một tay. Khả triệu thị vài cái huynh đệ cũng là không nên thân, triệu thị tam đệ năm kia rất dễ dàng tiêu tiền quyên quan, làm có tư có vị, đã có thể ở mấy ngày hôm trước mặt trên đột nhiên nói hắn không làm tròn trách nhiệm, trực tiếp quan tướng vị cấp triệt. Khả triệu tam lão gia quan chính là chức quan nhàn tản A, mỗi ngày đều là đi ứng bảo sau đó đừng đến nơi khác tìm việc vui, trước kia đều không có việc, nhưng hôm nay cố tình bị nhân bắt được biếm tóc. Triệu tam lão gia sau khi nghe ngóng, mới biết được là vì hắn trưởng tỷ chuyện chịu liên lụy. Triệu tam lão gia tức giận, bận kêu thê tử đi tìm triệu thị nói việc này. Triệu tam thái rất nay ngồi ở triệu thị trước mặt mặt nước mắt, trưởng tỷ, ngài liền có thể liên đáng thương ngài đệ đệ một hồi, hắn năm nay đều 38, thật vất vả được này phái đi, mặc cho ai nói như vậy phái đi còn có thể không làm tròn trách nhiệm cũng không thể tính nha, nhân gia cũng nói là ngài đắc tội nhân cùng ngài vừa nói liền minh bạch nghe đệ muội chỉ trích triệu thị cảm thấy nan kham đắc tội với người nàng còn có thể đắc tội ai cũng không phải tội hứa thu minh kia tiện loại sao nay đổ làm cho bọn họ khi dễ thượng đầu đến triệu tam thái rất khóc sức mướt cả một ngày bất đắc dĩ triệu thị đáp ứng rồi xuống dưới khả quay đầu cũng không định đi nhưng nàng đi cấp hai cái tiện loại nhận lỗi nàng tình nguyện đi tìm chết nhưng ai biết chuyện này không hoàng, con trai của nàng bị theo Tùng Trúc Thư Viện khuyên lui. Tùng Trúc Thư Viện là kinh thành gần với quốc tử giám Thư Viện, liền đọc phần lớn là cử nhân, hứa minh viễn phí thời gian nhiều năm cũng chỉ trung cử, tiến sĩ cũng là không trung, đầu năm thời điểm nàng rất dễ dàng tha nhà mẹ để đích chi đường huynh đưa hắn làm đi vào, nay nhưng lại bị đuổi xuất ra. Hứa Minh Viễn mặt âm trầm đối triệu thị nói. Mẫu thân, ngày đó phụ thân ở trong cung thánh thượng phán định nhường ngài đi hứa thu minh nơi đó nhận lỗi ngài không đi triệu thị vừa nghe nhất thời có chút kích động này chuyện này cùng ngươi đi thư viện đọc sách có cái gì quan hệ nàng đứng lên ở trong phòng qua lại đi lại thần sắc sốt ruột muốn nói nhà mẹ đẻ huynh đệ chuyện nàng có thể tử không thừa nhận đáp ứng không đi xin lỗi khả sự tình quan con nàng liền nóng nảy nếu không ta ngày mai phải đi triệu thị có chút chột dạ nhưng nhất tưởng đến đi hai cái tiện loại trước mặt nhận lỗi nàng liền cảm thấy nang kham nàng nhận làm cho này là đối nàng nhục nhã hứa minh viễn cho mày gật gật đầu nương kỳ thật bọn họ nếu là có thể trở về đối hứa gia chỉ có lợi cái gì ưu việt triệu thị vừa nghe nhất thời mày liễu đổ dựng thẳng hai cái tiện loại cũng xứng tiếng ta gia môn thấy nàng như thế nghiến răng nghiến lợi hứa minh viễn cũng không nói dù sao nhân đã đắc tội hơn nữa thánh thượng cũng cho quyết đoán, chính là tưởng trở về cũng không về được. Vì hứa minh viễn, triệu thị ngày đó liền để bái thiếp, hạ uyển du không hồi phục, nhưng là bái thiếp cũng không lui về. Ngày thứ hai sáng sớm, hạ uyển du tha gia mang khẩu về nhà mẹ đi. Huệ thị thấy bọn họ đi lại còn hỏi đứng lên, khi triệu thị còn chưa có đi nhận lỗi. Hạ uyển du lắc đầu, không có, bất quá ngày hôm qua nàng đệ bái thiếp, nói là hôm nay đăng môn vậy ngươi nhóm qua tới làm gì không ở nhà chờ huệ thị không đồng ý nói nàng cho các ngươi xin lỗi nhưng là đại sự hạ uyển du vô tội nói thánh thượng quyết đoán đều nhiều hơn không bao lâu ngày chúng ta còn chưa có truy cứu nàng coi rẻ hoàng thượng ý chỉ đâu nàng còn dám nói cái gì triệu thị đích xác không dám nói cái gì sáng sớm theo khố phòng thu thập một đống không đáng giá tiền gì đó ma ma chích chích gặp canh giờ không còn sớm có thế này hướng hứa thu bạch phủ lên rồi Lý Diệu Tổ đem nhân nên đi vào phụng trà, cười nói, thái thái chờ một lát, nhà ta thái thái sau đó liền đến. Triệu thị sắc mặt thật không đẹp mắt, nàng đều hạ mình giáng quý đến nhận lỗi, đến cư nhiên chỉ có cái hạ nhân tới đón đãi, một cái chủ nhân cũng không ở. Hứa thu minh cùng hứa thu bạch đâu? Triệu thị ngữ khí không tốt hỏi, bọn họ chẳng lẽ không biết ta hôm nay đi lại? Nghe nàng này khẩu khí lý diệu tổ đều phải nở nụ cười, thật sự là một điểm nhận lỗi thái độ đều không có, bất quá hắn vẫn là cười, nhị lão gia đi nha môn, đại lão gia đi cửa hàng, gần đây tiếp nhận mấy gian cửa hàng, đang ở chỉnh đốn đã mấy ngày chưa đã trở lại. Thái Thái đang ở chiếu cố tiểu thiếu gia, chờ một chút liền đi qua. Nghe vậy Triệu thị mày một điều cười lạnh nói, hạ thị cái giá nhưng là không nhỏ, không hổ là nhà nghèo nhân gia cô nương, thật sự là một điểm quy củ cũng đều không hiểu. Lý Diệu Tổ cũng không giận, chỉ nói. Nhà ta thái thái thật là nhà nghèo nhân gia cô nương. Triệu thị hừ một tiếng, coi như ngươi cái hạ nhân biết. Chợt nghe Lý Diệu Tổ tiếp tục nói, mà ta gia thái thái tri lễ biết lễ, lại tuân theo pháp luật giữ quy của người, cũng không giống như có một số người đem thánh thượng ý chỉ luân vì trò đùa. Ngươi! Triệu thị nơi nào nghe không hiểu Lý Diệu Tổ là biến thành trào phúng nàng này đoạn thời gian luôn luôn không lên môn, đã có thể không tính là môn cũng không phải là hắn một cái hạ nhân cai lúc này giận dữ thật sự là không quy củ một cái hạ nhân cũng dám hồ ngôn loạn ngữ lý diệu tổ cũng không giận lại cười nói thái thái lời này nói không đối ta nhất không ký bán mình khế nhị không phải ngươi hứa gia triệu gia hạ nhân ngài khả không xen vào ta triệu thị khí nổi trận lôi đình lại cảm thấy cùng cái hạ nhân tranh cãi có mất thân phận nàng trợn mắt trừng mắt Hạ thị đến cùng ra không được. Lý diệu tổ không đáp, đem triệu thị thiếu chút nữa khí cái ngưỡng ngã. Một lát sau, Thúy Trúc chạy tới nói, hứa Thái Thái, lao ngày đợi lâu, Hạ gia lão phu nhân đột nhiên thân thể không khỏe, nhà ta Thái Thái đã mang theo tam vị thiếu gia tiến đến Hạ gia thị tật, nhà ta Thái Thái nói thỉnh hứa Thái Thái ngày khác lại để bái thiếp tới cửa. Triệu thị vừa nghe, thiếu chút nữa không khí ngất xỉu đi, nàng rất dễ dàng đến đợi lâu như vậy không những không gặp đến nhân còn bị không nhuyễn không cứng rắn đổ trở về còn ngày khác lại đến triệu thị nổi trận lôi đình lạnh lùng nói ngươi đi nói cho hạ thị ta đã tới liền sẽ không lại đến lần thứ hai cáo từ nói xong liền mang theo nhân nổi giận đùng đùng đi rồi người ngoài nhìn không thấy thúy nha nói này lão chủ chứa lý diệu tổ liếp nhìn nàng một cái lắc đầu nói lời này vẫn là ít nhất tuyệt vời dù sao hai nhà quan hệ vi diệu truyền ra đi đối thái thái không tốt vừa nghe đối thái thái không tốt thúy nha bận che miệng lại không nói không nói lý diệu tổ cười cười đi ra ngoài triệu thị nổi giận đùng đùng trở về hứa gia chỉ thấy hứa minh viễn đón đi lên mẫu thân như thế nào triệu thị cước bộ chưa ngừng hướng chính viện lý đi một bên cả giận quả thực không tán thưởng vừa nghe lời này hứa minh viễn đốn thấy không tốt, sao lại thế này? Triệu thị vào phòng thẳng ngã chén nước uống xong, nhíu mày nói, ta rõ ràng hôm qua đệ bái thiếp, khả hôm nay ta tới cửa liền một cái hạ nhân đến chiêu đãi một cái chủ sự đều không có, một cái hai cái đều không ở nhà, ta đi cùng ai nhận lỗi đi, quả thực không tán thưởng, hai cái tiện nhân sinh tiểu tạp chủng, thực làm chính mình là thiên hoàng lão tử. Mẫu thân hứa minh viễn vừa nghe lời này liền biết hôm nay không thuận nhất thời nóng nảy mẫu thân chớ quên ngài là tới cửa nhận lỗi mà không phải bãi mẹ cả cái giá triệu thị kinh ngạc hứa minh viễn thấy hắn mẫu thân như vậy tiếp tục nói khoảng cách thánh thượng cân nhắc quyết định đã hơn nửa tháng mẫu thân luôn các loại lý do kéo dài chúng ta người trong nhà biết được khả kia hai cái không biết mẫu thân khó xử việc này vốn là mẫu thân không đối trước đây bọn họ nay bất quá là ra hết giận có cái gì không được dựa vào cái gì? Triệu thị nhất thời đến tức giận, từ lúc hai cái tiện loại vào kinh thành, nàng trở nên không giống trước kia chính mình, có đôi khi chính nàng đều lo lắng cho mình hội luân vì người đàn bà chanh chua, mỗi lần nàng nói cho chính mình muốn nhẫn nại muốn khắc chế, nhưng là một khi đề cập kia hai người, nàng liền nhịn không được. Bất quá là hai cái tiện loại, thực cho rằng người khác không biết thân phận của bọn họ. Triệu thị hận nghiến răng nghiến lợi, hai cái tiểu súc sinh cùng bọn họ hạ lưu nương giống nhau không biết xấu hổ hứa minh viễn hơi hơi thở dài đối hắn nương không thể nề hà hắn cười khổ nương ngài có thể luôn luôn kiên trì đi xuống khả ngài biết hậu quả sao hứa thu minh đã có bản sự nhường tùng trúc thư viện đuổi ta xuất ra tự nhiên còn có khác chuẩn bị ở sau lại nói chuyện này như là thánh thượng cân nhắc quyết định chúng ta như thế kiên trì chẳng phải là đem thánh thượng cân nhắc quyết định không xem ở trong mắt Đến lúc đó thánh thượng lại như thế nào tưởng chúng ta hứa gia? Như thế nào tưởng phụ thân ta? Dù sao, dù sao. Triệu thị đóng chặt mắt, mẫu thân lại đi đệ bái thiếp là được. Nếu không có vì con, nàng tài không đi cấp hai cái tiện loại nhận lỗi. Bất quá hôm nay vừa huyết vách tường là không thể lại đệ bái thiếp, thế nào cũng phải qua hai ngày mới là. Vì thế qua hai ngày triệu thị lại đệ một lần bái thiếp, đối phương thống khoái tiếp bái thiếp. Triệu thị đến ngày không tình nguyện nghiêm mặt mang theo phía trước lấy ra đến phẩm kém quà tặng đi hứa thu bạch gia. Đến sau vẫn là lý diệu tổ tiếp đãi triệu thị phi thường bất mãn, có thể tưởng tượng đến con chỉ có thể kìm lại trong lòng bất bình, đi theo lý diệu tổ xuyên qua đình viện đến chính ốc, chỉ thấy chính đường ngồi không ít người. Hứa gia một nhà lục khẩu có thể nhìn thấy không ngoài ý muốn, nhưng nàng kinh ngạc là dương các lão cùng lục các lão đều rõ ràng đang ngồi nhắc tới dương các lão đó là thịnh đức đế thân tính, mà lục các lão cũng là triệu thị bộ tộc nhân hai người đồng thời xuất hiện tại nơi này nhưng nàng khó tránh khỏi không nhiều lắm tưởng quả nhiên hứa thu minh nói ngày đó ít nhiều thánh thượng anh minh cho ta huynh đệ làm chủ cũng miễn cho ta hai người bị nhân lầm nhận vì là hứa đại nhân thân tử lời đồn đại thương tổn cũng như ngày đó tới cửa tạp nhà ta đại môn hứa thái thái tới cửa hôm nay hứa mổ liền thỉnh dương các lão cùng lục các lão đến làm giám chứng tỉnh ngày khác thánh thượng hỏi, cũng không có bằng chứng. Hứa thu bạch nghe hứa thu minh trong lời nói khóe miệng trừ trừ, thánh thượng nhật lý vạn kỳ có thể nhớ được việc này mới là lạ, bất quá dương các lão có thể tới cửa hắn đổ cảm thấy ngạc nhiên. Dương các lão nhìn lục các lão liếc mắt một cái sau đó đối triệu thị nói, không biết hứa đại nhân vì sao chưa tới. Triệu thị cứng đờ, không biết như thế nào đáp lại, quả thật làm việc gì sai là triệu thị, khả triệu thị là hứa tại lâm thê tử, Thê tử phạm vào sai đăng môn xin lỗi, làm một nhà đứng đầu theo đạo lý nên cùng cùng nhau đến mới là, khả nhìn bộ dạng này đến liền triệu thị một người. Một bên lục các lão cũng mặt âm trầm, nhìn triệu thị liếc mắt một cái, có chút bất mãn. Triệu thị cười mỉa, lão gia hôm nay có sự. Dương các lão ha ha cười, loát râu nói, hôm nay nhưng là hư một ngày. Ha ha, hứa đại nhân nhật lý vạn kỳ, cũng là khiến cho triệu thị mặt đều nhanh cười cương. Bởi vì muốn tiếp đãi là nữ quyến, cho nên Hạ Uyển Du đã ở tòa, như là vừa nhìn thấy triệu thị bình thường, ai nha, Thúy Nha, còn không cấp hứa thái thái dọn chỗ. Thúy Nha lên tiếng, cọ 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 chuyển đem ghế phóng tới triệu thị bên người. Triệu thị mặt khó coi cực kỳ, rõ ràng chính đường lý còn có phòng trống tử, lại chỉ cho nàng chuyển đem ghế, đây là xem thường nàng vẫn là coi nàng là hạ nhân khả xem mắt dương các lão cùng lục các lão, đều không nói gì, triệu thị chịu đựng tức giận, nói, không cần, ta hôm nay là lão nhận lỗi, sự tình xong xuôi ta bước đi. Dương các lão như cũ vui tươi hớn hở, cũng tốt, cũng tốt, sớm đi xong xuôi cũng tốt làm khác chính sự. Hạ Uyển Du miếng môi nở nụ cười, buổi sáng Dương Các Lão đến thời điểm hứa Thu Minh liền mời hắn giữa trưa cùng uống rượu, Hạ Uyển Du cũng đáp ứng tự mình xuống bếp sửa trị một bàn bàn tiệc. Dương các lão uống qua một lần hứa gia rượu nho, phi thường mắc thèm, không cần suy nghĩ đáp ứng, lúc này nói chính sự nhi cũng không chính là giữa trưa bàn tiệc sao. Lục các lão sao cũng được, dứt khoát hắn là bị Dương các lão kéo đến, hôm nay chỉ phải xem là đến nơi. Khi liền bắt đầu đi. Dương các lão mở miệng nói. Triệu thị miếng môi đứng lại đường thượng, đối hứa gia lục khẩu nói, ngày ấy không có biết rõ sự tình chân tướng liền dẫn người tạp tiểu chất gia đại môn là của ta sai, hy vọng hứa gia hai vị tiểu chất không nên trách tội, hôm nay dẫn theo nho nhỏ lễ mọn bất thành kính ý, mong rằng tiểu chất nhận lấy quà tặng tha thứ ta lần này. Nói xong vẫy tay nhường hạ nhân đem quà tặng nâng đi lên, chính là quà tặng đặt ở vừa nhất trong rương. Nhưng là thấy không rõ bên trong chút cái gì. Triệu thị tưởng là bọn hắn cũng không có khả năng đương trường mở ra, chờ nàng đi rồi bọn họ thấy rõ bên trong là cái gì vậy cũng đối nàng không thể nề hà, cho nên thu thập quà tặng thời điểm chuyên môn nhặt chút phẩm tướng không tốt không đáng giá tiền gì đó đặt ở bên trong. Thậm chí bên trong còn có hai cái đĩa điểm tâm, chính là phóng điểm tâm này là lần đầu tới cửa thời điểm phóng, hiện tại phỏng chừng cũng hỏng rồi. Triệu thị nhìn thùng khẽ mỉm cười, bình thường tri lễ nhân đều sẽ không trước mặt mọi người mở ra, huống chi còn có hai vị các lão ở nàng chỉ cần đợi bọn hắn nhận lấy liền thả ly khai. Nghĩ đến đối phương mở ra nhìn đến bên trong này nọ bộ dáng, triệu thị trong lòng có chút thống khoái, ngoài miệng cũng treo nhợt nhạt ý cười. Nương, kia trong rương trang cái gì nha, tam bảo muốn nhìn. Trống rỗng lý một cái hài đồng non nớt thanh âm vang lên, ngay sau đó mặt khác hai cái nam đồng thanh âm cũng hỗn hợp tiến vào, đều là muốn nhìn bên trong gì đó. Triệu thị biến sắc, trên trán đột nhiên lăn xuống mồ hôi đến, này nhà nghèo nhân gia đứa nhỏ chính là không hiểu quy củ, đại nhân trường hợp ở chỗ này không nói cư nhiên trước mặt khách nhân mặt sẽ mở ra xem, quả thực không biết cấp bậc lễ nghĩa. Nàng ngẩng đầu nhìn Hạ Uyển Du liếc mắt một cái, chỉ ngóng trong đối phương có thể cự tuyệt đứa nhỏ vô lý yêu cầu. Hạ Uyển Du cười tủm tỉm xem mắt Triệu thị, sau đó nói, "Hứa thái thái mau đừng khách khí, này nhận chúng ta nhận." Quay đầu lại đối Thúy Nha nói, "Thúy Nha, Mở ra cấp tam vị thiếu gia nhìn một cái, hảo làm cho bọn họ nhìn một cái nhà giàu nhân gia đại khí, tỉnh về sau kiến thức hạn hẹp thấy thứ tốt chuyển bất động bước chân. Thúy nha giòn tan lên tiếng, sau đó liền đi qua muốn đánh khai thùng. Triệu thị nóng nảy, trên trán toát ra mồ hôi, này, này chờ chúng ta ly khai lại nhìn cũng là giống nhau. Hạ Uyển Du phi thường chân thành nói, khó mà làm được, hôm nay Lục Các lão cùng Dương Các lão đều ở, này cũng là cái chứng kiến tỉnh bên ngoài không biết người ta nói hứa thái thái tay không đến vậy không tốt. Thúy Nha tiến lên xốc lên thùng khóe miệng trừ trừ, sau đó không nói gì tránh ra vị trí. Những người khác thấy rõ trong rương gì đó nhìn về phía triệu thì ánh mắt đều thay đổi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.